Xuân đến rồi ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa tỏ ngát nét tâm hương, xuân dễ lòng lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hai hoa anh cũng dương. Xuân yêu đời tràn nắng ấm quê hương, nắng ấm xuân dễ lần là xuân lòng muôn. Xuân đến xuân vui mai vàng khắp nơi, người hãy đừng quên nhân lành muôn trồng, bố thí từ hòa nhân nhung cảm thông, muôn lòng nơi kế người người quy giới. Xuân đến xuân đi xuân còn mãi mãi, người đến người đi mang niềm an lành, sức sống nụ cười vẫn cùng tình thương, nó cùng thắp sáng đạo vàng quê. Xuân đã về, nhân thế hân hoan chào mừng. Ngày đầu xuân tâm hồn nhẹ cảm lâng lâng. Tôi đón xuân lấy Phật phát nguyện cúng dường, tâm trí thành niềm lành quan tứ mùa thương. Đêm giao thừa tôi đốt nén hương nguyện cầu, thắp nén nguyện cầu xin cho Phật cứu độ chúng sanh, cho thế nhân không còn tham sân hận. Ước mong sao cho đã có mai, xin
xinh tươi tô đẹp thêm ý đời. Tiếng cười xóa tan u sầu, đàn chim tung bay cao hót véo vòng. Chúng lành đến cho muôn người, cùng nhau ta đi lên trong mùa xuân ý đào. Sáng ngời sáng tâm nhân loại, và bên nhau ta vui gì lạc xuân. Xin đóng cửa cái phòng mạch
để khỏi phải phạm vào những cái lỗi sau này và vấn đề không đủ cái tiêu chuẩn để mở trong phòng mạch của bác sĩ tại Mỹ. Tuy nhiên ngày hôm qua đã có một cái clinic mới mà họ bằng lòng nhận tất cả bệnh nhân nào mà không có bảo hiểm của cái làng Aishida này, của clinic của con, đến đó gọi là như là quý vị đã thấy ông Benjamin Uchon, tức là director của cái clinic đó, đã tuyên bố ngày hôm qua là ông ấy nhận tất cả những bệnh nhân nào của phòng mạch đến không một phòng mạch của ông ấy tại chỗ Coachella. Nó rất ư là lịch sử mà bên cạnh nhà thương trị SK, tôi nhà thương trị SK sponsor, cho nên tôi xin được đóng cửa luôn cả cái phòng mạch đó. Tuy nhiên sự liên hệ của tôi với sư phụ Thích Thông Lai không hề thay đổi. Tôi vẫn kính phục sư phụ rất nhiều và xin quý vị vẫn ở lại dự đại hội ngày hôm nay và phát quan trai đến ngày cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn sư phụ. Dạ, thì đối với thầy đó, thầy không có ép một người điện tử nào làm, nhưng mà thầy xác nhận là có bốn phật có hòa thượng. Trước khi thầy soạn chương trình, thầy gọi bác sĩ Gia, thầy nói chuyện và bác sĩ Gia chính xác nhận bác sĩ Gia có bắt phôi đâu. Bác sĩ Gia không thể nào là người bắt phôi để mà ghi danh cho những người đưa đón được. Và chính tôi cũng hỏi luôn thầy hỏi tôi đừng để anh Gia làm cái đó để cho những người khác. Anh Gia là chuyện lớn, anh liên lạc CC điều hành cái kia là lâu nay, ngay cả bên làng Di Đạo bên Rô, khi mà xin cô Nguyễn Dung làm chủ tịch thế mà cái bo bên đó, khi mà cô xin từ chức thì cũng không có để tên mà cô Nguyễn Dung trong đó, mà để những người đa số là người dùng đồng, bởi vì đa số khi danh này kia là cô dùng đồng thôi. Thành ra thầy xác nhận với bác sĩ Gia là thầy gọi bác sĩ Gia trước, thầy nói bác sĩ có bắt phôi không? Không, bác sĩ không bắt phôi. Còn cái chuyện mà ngay cả những người mà như là điều làm cho bạn đưa đón thì thật ra thầy đâu có thể để sự phục bệnh bác sĩ Gia đi bắt phôi mà bác sĩ Gia làm những cái chuyện đó. Bác sĩ Gia làm chuyện lớn hơn, chứ không phải là cái chuyện mà đi bắt phôi. Mà thầy đã nói trước, không phải thầy hỏi bác sĩ Gia trước thì thôi, chứ không phải là không hỏi rồi bác sĩ Gia không. Mà cái nhận đó là vì coi là cái chương trình khác cũng hồi xưa mới phát công tác, bác sĩ Gia cũng không có bắt phôi, chỉ trừ những cái mà còn cái chuyện mà trong tổ chức cái mạch phát tư thì bác sĩ Gia nhận thì vấn đề đó là sai hoàn toàn. Nhưng mà nói thầy đã nói chuyện với bác sĩ Gia rõ ràng trước khi một tuần sau mới ra cái, như là hai tuần sau mới ra cái chương trình phát tư rồi. Còn bác sĩ Gia mà dẫn đi những cái chuyện khác, còn cái phòng mạch của bác sĩ Gia sửa chữa hay lâu á, là khi bác sĩ Gia ở bò này thì đã nói sửa như vậy rồi, mà trong khi đó cái phòng mạch bác sĩ Gia hoàn toàn không ai để có chìa khóa hết, hoàn toàn không có ai có chìa khóa. Thầy tiểu quán cũng có chìa khóa vô đó, cũng không ai có chìa khóa để access vô đó để sửa hết gì cả. Thứ nhất bác sĩ Gia không phải là sợ, nhưng mà vì trong đó nó có cái tủ thuốc của cô Diệu Vân là dược sĩ. Mà cái tủ thuốc đó nếu mà để chìa khóa ai cũng mở được á, rủi người ta chơi họ mở cái giỏ thuốc họ bỏ tầm bậy vô thì sẽ phi phạm tới cái license của thành ra cái phòng mà có bác sĩ Gia là không có ai có chìa khóa, chỉ có bác sĩ Gia có chìa khóa, thầy cũng có chìa khóa đó luôn, mà thầy tên định cũng có luôn. Nó thì nó lia, tại vì rõ ràng quý vị có nhìn kỹ, nếu quý vị ở vị trí thầy đã hỏi một cái người đệ tử trung bao, quý vị ở vị trí thầy, quý vị có để bác sĩ Gia làm cái gì mà đưa đó không, ghi danh đi đó không quý vị? Vậy tôi nói ông là Obama, là tổng thống một nước, là chủ tịch của cái làng, ông làm những chuyện lớn, không phải là Obama không thể nào mà ghi danh để đón mấy ông phải đón phải đón kia. Gia nhất là bác sĩ là cái phòng mạch mà quý vị ghi là coi cái thông báo này, cái thông báo này trong này tôi còn cái bàn đó này, tôi đọc cho quý vị nghe này. Ghi danh tu học và tổ chức đưa đón tôi phiên đường về làng Di Đà, tôi xin quý vị phật tử như làm ghi danh dưới ban điều hành làng Di Đà qua số điện thoại có các vị phụ trách sau đây: sư cô Hồng Đức đưa đón là đại đức Thích Tuệ Định, đại đức Thích Tuệ Quán, đại đức đạo hữu điện thoại, đạo hữu Liễu Thịnh. Rồi quý vị ở Úc Châu thì về phiên đường LAS, quý vị ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ về phiên đường Ontario. Chương trình ghi danh tu học phương tiện di chuyển từ phiên đường về làng Di Đà, nơi cư trú và thực phẩm được hoàn toàn miễn phí. Trân trọng kính mời chư tôn đức tăng ni và cùng toàn thể quý vị phật tử dành chút thời giờ quý báu để tham dự pháp tu học đặc biệt này. Nam mô Thích Nhật Độ Sư A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức pháp tu trụ trì hệ thống chùa Tổng Viên làng Di Đà thì theo Thích Thông Lai kính bạch, tôi được quyền ký giấy không quý vị? Tôi ký nhưng mà trả để xin hỏi gì ký, nhưng mà tôi để người nào liên lạc ở trong này ghi danh để mời đưa đó là những người khác tôi. Mà tôi khi mà thầy ký cái này thì thầy nói với bác sĩ Gia, nếu bác sĩ Gia ở đó là tôi chịu, thầy để cho bác sĩ đưa đón liền này. Chừng nào tôi để cho người ký danh như thế này đó là thiện hội hay là liễu hội hay là tệ định, mà cái người ký cái chương trình này là tôi đủ khả năng để ký cái chương trình này không có gì.
tùy theo cái tương lai là tôi. Mà nếu bác sĩ Giang nói tôi không xứng đáng ký cái này là sai rồi. Tại vì tên tuổi thì về cái nghề tu học á, là tôi là cái người không nằm trong lo, không đứng chủ là, nhưng mà tôi ký giấy gì Phật tử đến đây là tôi điều hành. Đúng không quý vị? Chứ không có thể là hiệp hội hay là lướng tình hay là cái gì cũng phải phá bắt lẽ tôi. Mà trong này là tôi chỉ nói là xin ghi danh đưa đón tại phi thường qua các đạo hữu trong đây xin tôi hồng đức để đức tệ định, để đức tệ quán đạo hữu thiền hội, đạo hữu liệu tình. Thì như vậy tôi để ba đại đức nằm ở trên và thiền hội phó chủ tịch tạm giữ là không để chức vụ chủ tịch phó chủ tịch như thế đạo hữu không ạ. Còn dưới này là trân trọng kính mời trụ trì hay sống chùa tình nguyên là đi đạt tại Hoa Kỳ thì theo thiết tâm lai nên để có chương trình mới sẽ chỗ nào mà sai đâu. Đâu câu chuyện có trò chuyện trong đó là sai bên đây chương trình có thể chủ. Dạ thưa con, xin đại diện cho cái nhóm làm báo của tụi con để thông báo trên cái web. Thì dựa theo cái sự đồng ý của sư phụ và tất cả những cái chi tiết trên đây thì tụi con mới viết một cái thông báo bỏ lên cái web của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Không phải là web chùa nha, web là hệ thống nha. Của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Thì cô Diệu Vân có gọi cho con và có hỏi con rằng là khi cô nhận được những cái kết thông báo đó đối với cô không có thắc mắc gì hết. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ thì có rất là nhiều cái bà tám gọi cho cô hỏi cô là tại sao không có tên của bác sĩ Gia. Thì con mới nói rằng là con mới nói với cô là con tụi con có trình qua sư phụ trước khi tụi con có lên web và dựa trên những cái chi tiết này thì đây là cái thông báo mà ban tổ chức để đưa đón người. Nhưng nếu cô có thắc mắc thì con sẽ trình lại với sư phụ để giải thích thêm cái này. Thì cô có yêu cầu con rằng là không, cô chỉ hỏi thôi, cô không có thắc mắc gì hết. Cô đừng có nói với sư phụ và đừng có nói với ban tổ chức gì hết. Thì tại vì cái này là chỉ là thắc mắc riêng của cá nhân cô. Thành ra rằng là con nghĩ rằng là đây là có lẽ là cái lỗi của tụi con. Cho nên tụi con xin sám hối với bác sĩ và sám hối với lại cô Diệu Vân, sám hối với sư phụ và đại chúng. Là thì tụi con chỉ để trong đó là ban tổ chức, mà ban tổ chức đưa đó là cái web đó là cái này là ban tổ chức đưa đó chứ không phải rằng là ban tổ chức của cái hệ thống của cái chùa Tầm Nguyên. Mấy người này đó là phụ trách cái trang web hệ thống chùa Tầm Nguyên. Dạ, con có giải thích với lại cô Diệu Vân mà bữa nay người ta có thầy đó là không có nói với ban tổ chức hết. Đừng có hỏi và đừng có trình với sư phụ và đừng có thay đổi gì hết. Thành ra con xin sám hối là tại vì có lẽ là cái sự sơ sót trong lúc mà tụi con làm web. Thành ra con xin sám hối với tất cả đại chúng. Cái đó là tổ đất tôi không biết. Còn tôi đây là tôi nói là xin ghi danh để mà đi tu học. Còn dưới này tôi ký chừng nào tôi thiện hội hai ký. Mà chính tôi là cái người nấu trước hai tầng tiếp sĩ già. Tôi đã hỏi bác sĩ già chị này ông ghi danh để mà ông ra bắt phôi để trong cái ban mà để mà ghi danh tôi học không học không bằng lớp sư phụ nói con là ông là Obama. Obama ông không phải đón ai cả. Con rất là thì tôi không kính động cái gì nữa quý vị. Bây giờ mà tôi kính động cái tôi để ông mà để ông vào cái ban ghi danh thì người ta bắt lỗi tôi trả lời không được đó quý vị đồng ý không? Khi dễ thì phải dễ. Cô làm vậy cái chuyện đó tôi đâu có biểu cô làm cái chuyện tổ chức đó. Giờ cô nói tôi không biết tại vì có 200 web. Mà cái tờ giấy này đó, cái trang web này đó là chúng tôi làm. Mà tôi ký cái người mời là tôi là trụ trì tôi ký. Thì bác sĩ Gia có cớ gì tôi ký và bác sĩ dạy cho hết. Đúng không quý vị? Cổ lỗi thì ông phải biết, ông phải hỏi tôi. Mấy ông vậy là mấy ông nghe dịch cộng dịch dây vô. Mấy ông có sĩ gia ơi, ông dịch cộng cánh. Ông thấy là những người vậy rất là dễ. Tôi qua không hiểu liên quan đến vấn đề. Nói là ông nói ông đi gì đó để không để tên ông này bằng điện thoại nhớ không? Trước hai tuần hôm nay nè, hai tuần sư phụ nói sư phụ gọi bác sĩ Gia rồi. Bây giờ có để bác sĩ Gia trong băng đưa đón không? Mà thầy đã nói với bác sĩ Gia rồi, bác sĩ Gia nói bác sĩ qua bệnh. Thì sau đó điện thoại đó sư phụ đừng có để anh Gia vào đó, anh rất là bệnh. Có gì để tụi con handle. Bây giờ nói chuyện đi thầy thôi. Con cũng có cái lỗi trong này. Ra đi giữa đứng người ta nghe. Con cũng có lỗi chút này thì sư phụ cũng nói con cũng nói là ủa phải có anh Gia nhưng tôi đòi đỡ anh Gia vô thầy là cái người đó sĩ Gia cho bạn đưa đó con nói là anh Gia anh bận lắm với lại ảnh á ảnh là đối ngoại thôi tức là cái mặt chính quyền ở dòng ngoài thôi còn cái dòng bên trong á đưa đón hay là cái gì đó thì có con cũng bắt tay vô làm
chứ mà cái gì cũng thấy rồi, anh Gia thì lo với chính quyền, những cái mấy cái người ở ngoài thôi. Cái gì mà ông dẫn đầu dòng xe hết to này nè, ông dẫn đầu với ông nghị sĩ Thành Liễu mà với cái giấy này còn trăm là ông đi đưa đón đó quý vị ơi. Cái câu của anh Gia đó, đi đưa đón đó. Cái này đó, cả những cái recognition hay là tất cả những giấy tờ, những cái paperwork hay là những cái gì mà liên lạc với chính quyền á, là anh Gia phải lo hết. Rồi với lại anh lo nội mà mấy ông mày mấy cái giấy tờ này kia cái nọ là cũng mất thì giờ quá nhiều rồi của ảnh rồi, mà ảnh thì trực trong bệnh viện. Để con nói cho quý vị nghe một điều về con với anh Gia. Thì hôm bữa thầy tại quán té thì rất là anh Gia rất là lo lắng, đang trực trong bệnh viện thì thiên hội mới gọi ảnh, hai anh em liên lạc coi như là hầu như là cả đêm luôn, như là tới khuya tới 1-2 giờ sáng anh em không đủ gì hết, thì cũng lo lắng cho thầy tự quán. Thành thử ra những cái chuyện gì mà ở ngoài dòng chùa này nè, là tất cả những cái chuyện mà quý vị thấy ở ngoài hết á, nói chung là bộ trưởng bộ ngoại giao đi là anh lãnh giao lo hết, còn mà thiện hội tới thăm thiện hội thì giúp nhà bếp chở đồ lên rồi đưa đón người này kia cái nọ, thì con không nghĩ là cái một cái sự hiểu lầm gì đây, cái đó cũng cái lỗi của con nữa. Chứ không phải là... Trước khi mà sư phụ lên chương trình, sư phụ có gọi thiệt hội. Sư phụ nói bây giờ để bác sĩ Gia ghi danh và bắt phone đưa đó. Không ơi, em đừng có đụng anh Gia, anh Gia bận lắm. Chính em không nói cái đó là... Nhưng mà sao không nói rồi, sư phụ dẫn vô. Sư phụ phải gọi bác sĩ Gia. Nói với thiệt hội bàn xong, gọi bác sĩ Gia. Bác sĩ Gia nói dạ được, con cũng bận lắm lúc này từ khi con quen sư phụ. Cái con lành thì một công chắc con rất là bận. Bác sĩ Gia có nói vô đó. Tôi nói ông là Obama thôi, ông lo chuyện lớn đi, là chuyện dưới cho mấy cái nhỏ nó làm. Tôi nói như vậy đâu phải là tôi kính trọng bác sĩ Gia cho cái gì. Anh Gia là ảnh tất cả những chuyện gì mà thì họ làm không được á, là anh Gia làm được hết. Ví dụ như là liên lạc với chính quyền địa phương, thông dịch với sư phụ hay là bến phép này kia nọ, anh Gia làm được hết. Những chuyện đó nó thiện hội làm không có khả năng làm. Cái khả năng của thiện hội là chỉ biết giúp nhà bếp với lại đưa đón người rồi vậy thôi. Thì để con nói cho quý vị biết là trước khi mình có cái pháp hội này á, là trước đó mấy tháng là anh em tụi con cũng đã bù đầu bù cổ rồi, chứ không có phải là đương không vô mọi chuyện rồi mấy chính quyền tới rồi có đồ ăn đủ uống cho quý vị đâu, không có phải là một ngày một bữa đâu, mà nó kéo dài mấy tháng rồi, gần trước cả mấy tháng rồi quý vị, chứ không có phải là đụng cái là mọi chuyện nó xảy ra như vậy. Con nãy giờ con mới lên này con nghe nói là già thì chứ con nói ủa sao có chuyện gì nữa, từ trước chuyện lý do cho ông ghi danh ở trong này rồi tôi nói đồng ý với em ghi danh tu học để mình con đó. Con chỉ nói với vị nghe là khả năng con không có thể nào mà làm việc giống như anh Gia được. Chỉ có anh Gia mới có thể làm những cái chuyện mà ở ngoài này kia nọ được thôi. Điều với chính quyền, điều nói chung là ngoại giao là con không có làm được. Anh Gia, nếu mà anh Gia từ chức á, con nói thiệt con cũng từ chức luôn. Tại con làm không nổi sư phụ. Con nói như vậy là để là con nói là cái phần quan trọng của anh Gia. Tại vì anh Gia không có thể nào mà trong cái chùa này không thể nào mà không có anh Gia được. Sư phụ đã đối xử với tôi rất là giống như bố với con hay là anh em. Một lần sư phụ đã nói, khi chúng tôi dẫn 400 người ra bốn xa,
với cái sự đánh phá của cộng sản trước thủ đô thì là không bị xây, không bị một người nào bị nguy hiểm như gì hết. Sư phụ nói khi lên xe bus chắc tiếp tục tôi với ông là anh em, xin cảm ơn sư phụ. Hôm nay Minh Như rất ngạc nhiên khi thấy anh Gia đã lên tiếng từ chức, cũng như trong thời gian vừa qua ở tại Công Rô, Minh Thiện và Diệu Ngọc cũng từ chức. Nhưng cái chuyện ở Công Rô thì coi như đã xong. Bây giờ lại xảy ra ở cái Yên Dồ này, thì thật ra là Minh Như cũng muốn từ chức luôn để không theo sư phụ nữa. Sao vậy? Không thiếu gì để từ từ để Minh Như giải thích. Minh Như khẳng định với quý vị rằng anh Gia là một người rất có khả năng, anh Gia rất là nhiệt tình để đứng bên đằng sau lưng sư phụ để mà làm công việc gì đó giúp cho cái hệ thống tầm nguyên này một ngày một hưng thịnh hơn, một ngày một phát triển hơn, để trong cái việc hoằng pháp của sư phụ được có kết quả. Và trong đó anh Gia, Thiện Hội, Minh Như cũng như quý vị khác trong này đều có công đức vì chúng ta đang đi làm công việc của Phật Pháp. Tuy nhiên, Minh Như khẳng định với quý vị và Minh Như biết chắc rằng anh Gia hôm nay có một sự hiểu lầm. Là vì cái lý do mà anh Gia nói rằng anh Gia xin từ chức là vì không có cái tên ở trong một cái thông cáo này. Và cái đó là, xin lỗi, đó là cái chuyện nhỏ đối với anh Gia. Cái danh dự gì nó lớn hơn rồi đó, anh Gia còn có thể bỏ. Nhưng mà tại sao chỉ có không có cái tên nó trong cái danh sách mà tổ chức này chứ mà anh Gia từ chối, mà anh Gia tin từ giả. Thế đó chỉ là một cái lý do. Cũng như Minh Như đã xác nhận với trước rằng khi ở bên Công Rô cũng chỉ là một cái lý do nhỏ mà đưa ra để tạo nên cái điều kiện mình xin rút lui. Thì cái vấn đề này con xin phép sư phụ và xin phép anh Gia, anh em mình sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, Minh Như, trong cái tình cảm giữa anh và Minh Như xin anh hãy dừng lại cái quyết định đó trong ngày hôm nay để anh em mình làm việc với nhau, anh em mình sẽ nói chuyện với nhau và sau đó sẽ có một cái quyết định khác. Thì con xin sư phụ cho phép con được trình bày thêm một vài lý do nữa. Sở dĩ có một cái sự hiểu lầm này, có một cái sự từ chối này là vì Minh Như biết rằng anh Gia đang chạm tự ái rất nhiều. Và những cá nhân đứng ở sàn sau lưng tìm một cái khe hở, kích động và làm cho những người khác nản lòng. Cũng như bản thân con, có một vài cá nhân họ kích động, họ muốn rằng Minh Như này phải rời khỏi cái hệ thống tầm nguyên. Nhưng Minh Như thưa với quý vị rằng Minh Như không bao giờ rời khỏi cái hệ thống tầm nguyên này. Minh Như coi dưới tầm mắt và dưới khả năng của Minh Như đủ sức là giết những người đó để bảo vệ cái hệ thống tầm nguyên. Minh Như là một người ngày hôm nay đã xuống tóc, đã quỳ trước sư phụ, đã quỳ trước Tam Bảo, thành ra Minh Như đã dìm mình xuống để cho những cá nhân mà nó muốn phá hoại đó, nó tưởng rằng hành động đó của nó là xây dựng, nhưng nó chính là những hành động phá hoại, nó kích động ngầm ở đằng sau lưng. Anh Gia chưa trải qua những cái kinh nghiệm ở đời, đã xin lỗi Minh Anh Gia. Anh Gia đã tối ngày ở trong phòng mạch lo với bệnh nhân này, không còn Minh Như là cái thằng trời đánh thánh đâm, đã quậy tất cả các nơi rồi. Và ngày hôm nay đành là phải bị khuất phục với trước Tam Bảo. Thì vì đem cái đẹp lòng đó ra, đem cái tâm nguyện đó ra, thành ra Minh Như mới nói ra điều này. Thật ra nó đôi khi nó cũng hơi quá đáng. Đó, thì con xin sư phụ cứ yên lòng để anh em chúng con làm việc với nhau. Và con cũng xin sư phụ nên có một cái quyết định cứng rắn. Khi chúng con tìm ra được những phần tử đó, những nguyên nhân đó, thì sư phụ nên có một cái quyết định cứng rắn và yêu cầu đừng tiếp tục.
sư phụ. Đối với sư phụ thì sư phụ cái gì thấy đâu, sư phụ bám phổi. Tụi con giữ tay đàn từ ngày 30 giờ sư phụ sướng gì không gì. Tụng kinh niệm Phật lo sống lo chết lo đủ thứ. Tiền bạc bao nhiêu cúng sư phụ đều nộp hết. Thành ra thầy không có khe. Đối với sư phụ ngày nào tụi con còn tín nhiệm á. Bốn người ta đang mời thầy qua bệnh này, trong này có một người họ mời qua bệnh này. Họ cúng nguyên cái làng luôn cho thầy này. Hai đứa Nhật tôi đứng lên coi này, nếu cần thầy bỏ bên Mỹ thì đừng có Nhật cũng được. Thành ra bây giờ trước kia đó là cái vấn đề bữa nay mà thầy mời cô qua là cho nói chuyện chứ không xíu lắm đâu. Là quý vị gần đây quý vị nhớ nó có trên cái YouTube là Dũng, tức là một kiện liên. Cái cô dược sư có phát lên cái YouTube đó là thầy Thông Lai là đem ông Mỹ vào làng để bỏ đói. Có nghe cái YouTube không? Thì bữa nay thầy cũng nói rõ cái ông Mỹ đó hoàn toàn thầy không biết ông là ai hết. Ổng là cái người từ chùa Tịnh Lực là người quen với cô Diệu Sương. Thì khi mà cô Diệu Sương xin vào làng để mà ở đó, là lúc đó cô Diệu Sương đang là CEO của cái làng. Và thầy nói theo luật của thầy, quý vị coi theo luật 33 điều á, người nào vô làng thứ nhất là phải biết tụng kinh một ngày một thời, mà ông là ông Mỹ, ông tụng kinh là thầy không có nhận rồi, đúng không quý vị? Cái thứ hai nữa đó là ông có phải có đất trong làng, ông muốn vô là phải quay tên lít. Nếu mà ông biết tụng kinh một ngày lên thời thì phải quay tên lít. Và đằng này ông này ở chùa Tịnh Lực đó có hai cái chùa đó, ai Tịnh Lực cũ và Tịnh Lực mới. Tịnh Lực cũ thầy trực tiếp thầy bán, và ông đó ông không có chỗ ở thì cô nó cũng xin. Thì tôi nói là ô ngày ông được quyền ở là 7 ngày thôi, còn ở trên nữa thì ông không có đất trong làng, thì cổ mới có một cái nhà, cô chú sẽ có cái nhà thì cổ nó cũng đưa vô nhà cô ở. Rồi sau đó khi cô vô rồi là mấy tháng sau vì cái chuyện mà bởi vì với cổ đồng chấp thì ngày 8/9 rồi cổ bỏ ra, thì cái nhà cổ bán rồi thì ông Mỹ nó cổ đem vô, thầy cũng không biết. Thì thầy nói ok, bây giờ nếu mà ở trong nhà cô ở ngắn hạn thôi, tại vì nhà của cô cho ở thì được. Cũng như quý vị mua đất trong làng, quý vị được quyền cho người khác ở đúng không quý vị? Nhưng mà chỉ tạm trú trong tháng thôi, nhưng mà ông ở cả 6-7 tháng, ông không ăn đồ Việt Nam được. Thành ra hàng ngày cô Diệu Sinh cổ lo gì mà ông không nói chuyện với thầy, thầy ông nói cái chủ cái làng của thầy, của Diệu Sinh thì của thầy. Thầy cũng biết ông, thành ra sau đó rồi Diệu Sinh bán cái nhà và ông vô ở cái nhà, trong cái nhà riêng mà cô đứng mà ở. Và sau đó tới ngày thầy biết có chuyện ông Michael Hòa này, lúc đó thầy nó phải làm sao đem ông ra, chứ giờ thầy không liên lạc ông được, mà ông chết trong ngày là chết, mà ông không có sinh hoạt, ông ăn uống, ông chết. Thì bây giờ thầy bữa nay là cái vấn đề nó đưa lên YouTube, thì Michael Hòa là cái người đi mua sữa Enso, đi khám bệnh với ông. Michael Hòa có một cái bằng bác sĩ tâm lý, và vô mời ông đi khám bệnh và nói đây ông không được ở trong đây, và chính Michael Hòa là cái người xét giấy tờ, Michael Hòa xuống cầm trước. Thầy muốn bữa nay mời Michael Hòa lại để nói đôi lời lên băng lên dĩa, để cho biết là cái kê này mình cậu bà nhảy vô thách dùng kê với thầy, không có thích kê được, ông không nói chuyện với thầy. Mà ông Mỹ nó hoàn toàn là người thầy không biết là ai hết, mà chính tôi Diệu Sinh đem vô, thầy mời mời cậu bà. Trước hết, mời cậu xin kính chào bác sư phụ. Con đứng lại đây nè con. Cùng với lại chư tôn đức có mặt ngày hôm nay. Cái duyên thì nó đã đưa đến cách đây gần 3 năm rồi đúng không? Dạ. Yeah. Michael Hòa có mặt trong cái hệ thống của chùa Thầm Nguyên. Thì hôm nay có lẽ là chúng ta cho sư phụ chúng ta một tràng pháo tay để sư phụ nghỉ ngơi trong vòng 1 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng gì đó. Thì sư phụ đã cực mấy ngày nay rồi. Đúng rồi. Yeah. Hôm nay Michael Hòa xin phép được đứng ở tại chánh điện này. Và quý vị kiên nhẫn với lại Michael Hòa trong 1-2 tiếng đồng hồ để Michael Hòa chia sẻ. Thứ nhất, Michael Hòa xin khẳng định cái câu này. Hôm nay Michael Hòa không đến đây để vạch lá tìm sâu hay là làm một cái áp lực đổ tội, bắt tội hay là chĩa tay vào một người nào vì cái chuyện gì đã xảy ra. Không có, không có, không bao giờ và sẽ không bao giờ. Bởi vì chiều nay Michael Hòa còn lái xe đi về quận Cam, sáng ngày mai còn leo lên máy bay. Nếu mà có nói sai hay đổ lỗi cho ai, trời Phật sẽ chứng kiến cái sai đó để có hình phạt cho Michael Hòa. Xin quý vị đừng cho đây là cái màn kịch. Và chúng tôi xin phép đừng vỗ tay khi mấy câu hỏi nói đúng hay sai. Đừng vỗ tay. Người Do Thái họ gặp nhau họ nói Shalom.
chúc hòa bình với nhau. Người Công giáo khi mà họ đồng ý và nói amen, Phật tử gặp nhau mô Phật. Nếu quý vị đồng hành với Mai Cộng Hòa thì cứ nói mô Phật. Không phải là ngày hôm nay Mai Cộng Hòa đến đây là để làm những cái chuyện gì bôi bát. Và muốn khẳng định thêm một lần nữa, mùng 1 nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Ngày hôm qua Mai Cộng Hòa đã có mặt ở nhà thầy để làm đúng theo cái lời hứa cá nhân của mình, nhưng mà không vô. Mai Cộng Hòa không để ai đó ai đưa hết, tự động mướn xe về đây. Để đừng ai nghĩ rằng là áp phe để rồi làm áp lực hay là phe đảng gì đó. Không có, không có. 26.000 người phe đảng để xem một chiều bây giờ trên cái YouTube về cái chết của ông Kelly. 26.000 người đó chỉ có nghe một chiều mà thôi. Tất cả chúng ta đang sống trong một cái thế hệ và trong một cái xứ tự do. Và thứ nhất là tự do để chúng ta có quyền được nói những người không được nói. Ông Kelly đã không được nói. Ông Kelly đã bị đưa vào trong một cái căn nhà đó ở. Và ông là một người mà không có giấy tờ gì hết. Cái đó là còn hơn cộng sản thưa quý vị. Còn hơn cộng sản nữa. Ở trong đó mà không được giữ giấy tờ riêng của mình. Cái trò đó là của ai? Có phải là của cộng sản không? Yeah! Ông không được có một cái giấy tờ gì tùy thân khi mà chúng tôi đến. Ông không có được một miếng ăn gì khi mà ông thèm. Cho tới khi sức của ông kiệt quệ, chúng tôi bắt buộc hãy đưa Ensure đến cho ông uống. Bởi vì đưa thức ăn tới là giết ông ta đó. Chúng tôi đưa Ensure để ông cầm sức, để chúng tôi còn lý luận được cuộc sống của ông trong tay của ông, chứ không ngoài người nào khác hết. Nhưng mà ông Kelly đã bị cái áp lực, chúng tôi không biết và cũng không dám nói, bởi vì chúng tôi không phải là chính quyền. Khi mà ông nghe được cái lý luận của chúng tôi, chính ông là người bước từ cái trailer đi ra đi xuống. Nếu mà ông hôn được Mai Cộng Hòa, ông đã hôn Mai Cộng Hòa rồi, bởi vì cái sức của ông quá yếu. Ông cảm ơn. Khi vừa tới đó là họ đưa vào emergency xong, ông tỉnh được, ông gọi cho ai đầu tiên? Mai Cộng Hòa. Và từ đó cho đến khi mà ông nằm xuống đó, thưa quý vị, nếu mà ông là một người quân nhân của Hoa Kỳ, chúng ta là những người thiếu nợ không? Bởi vì ông và hơn 3 triệu người Hoa Kỳ, 48.000 người hy sinh để chúng ta được tự do. Đó là mình nói về Hoa Kỳ không? Đừng có nói về Việt Nam Cộng Hòa. Trong làng A Di Đà, trong cái hệ thống, xin lỗi sư phụ, còn nhiều con sâu. Con sâu này nó đã thành mọt, nó ăn từ trong ruột ra. Ngày hôm nay, ví như sư phụ nằm xuống, nhắm mắt, cái làng A Di Đà này như thế nào, cái hệ thống này như thế nào, quý vị trả lời giùm đi. Sư phụ còn ở đây mà còn có những cái chuyện này xảy ra thì sư phụ nằm xuống đi, coi như là xin lỗi. Cá nhân sư phụ và Mai Cộng Hòa đã thấy cái sự này với một đức ông Philippe Lê Xuân Thượng, người là từng làm việc cho tòa thánh, nằm xuống chưa đem chôn. Một bên Công giáo là họ làm việc có hệ thống, một còn đánh phá, còn muốn cướp đi. Thì bây giờ ngày hôm nay nè, từ hôm tuần rồi, hai tuần trước cho tới bây giờ, xin lỗi bác sĩ gia là người mà Mai Cộng Hòa rất là kính trong ngành y, cá nhân của Mai Cộng Hòa rất là phục, đã bỏ hết thời giờ. Và quý vị ở đây nè, đừng có nghĩ rằng là Mai Cộng Hòa đến đây rồi sẽ cướp cái ngôi
Tâm Nguyên này. Có người nghĩ như vậy, có người nghĩ như vậy. Thưa quý vị, Mai Cầu Hòa, cảm ơn sư phụ đã cho Mai Cầu Hòa một cái biệt danh là đại sứ, đại đức danh dự. Mai Cầu Hòa rất là quý, nhưng mà suốt cuộc đời Mai Cầu Hòa có cái đức tin là đức tin Công giáo. Mai Cầu Hòa vẫn là người Công giáo, nhưng mà đây là sư phụ và Mai Cầu Hòa, một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, vẫn là sư phụ của Mai Cầu Hòa. Còn cái hệ thống này đó là thuộc quyền của những đại đức, những người mà kế vị sư phụ. Là tất cả quý vị có mặt ở đây đây, công đức của quý vị lớn lắm, rất là lớn, làm ít làm nhiều công đức của tất cả quý vị ở đây nè. Nhưng mà những người như bác sĩ Cha hoặc là Mai Cầu Hòa giúp được cho thầy cái gì? Là ngoại giao mà thôi, ngoại giao mà thôi. Trong cái ngoại giao đó đó, cái trách nhiệm của Mai Cầu Hòa là một người truyền thông, đưa hết những tin tức này. Thay vì chúng ta đi thẻ miệng như lỗi các bà Tám, từ người này qua người kia, từ người này qua người kia, chúng tôi đưa lên hệ thống truyền hình, truyền thanh. Đại SBGN đâu có biết sư phụ Thích Tung Lai là ai đâu. Năm ngoái đi dự đám tang của nghệ sĩ Việt Dũng, nó đã đưa lên một cái hình ảnh cho hàng trăm ngàn người khác thấy, trong đám những người hâm mộ lại có ông sư. Quý vị thấy cái đó là sai hay là đúng? Đúng. Rất là đúng, đúng không? Gần 5.000 người đi dự đám tang của Đức ông Lê Xuân Thượng, có một ông tu sĩ Phật giáo, có một người à, gần 5.000 người cũng có một người một à. Cái điều đó nếu mà chúng ta không làm mà đợi tất cả quý vị ở đây làm thì bao giờ làng A Di Đà này được ra ánh sáng? Bây giờ đó, chúng ta nói lại cái nghị quyết 36 một chút xíu đi, rồi chút xíu nữa Mai còn sẽ đi trở lại cái việc chết của ông Kelly. Nhưng mà trước khi nói thì ngày hôm nay Mai còn xin phép không có để cho cái căng thẳng của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, lâu lâu Mai còn xin phép để kể một cái câu chuyện. Quý vị đồng ý không? Yeah. Câu chuyện thứ nhất, một ông nhà nông có một cái đồng hồ rất là quý, nhưng ông cứ miệt mài xúc hết đống rơm này tới đống rơm kia để lưu trữ lại mùa đông cho bò và trâu ăn. Ông đã tình cờ đánh rơi cái đồng hồ của ông. Ông đi vòng trong đó, đi qua đi lại, đi tìm cái đồng hồ cho bằng được, không sao mà tìm ra được hết. Thì ông nhìn ra bên ngoài, ông thấy đám trẻ đang chơi. Ông mới nói là trong đám các con, ai vô trong đống rơm này mà tìm được cái đồng hồ, bác tặng cho 20 đồng. 20 đồng nhiều lắm. Đám con nít ùa vào, chạy tung chạy té, phá hết đống rơm này đống rơm kia để tìm cho bằng được cái đồng hồ. Mấy giờ đồng hồ sau, mấy đứa nó mệt, nó lăn đục ra đó. Có đứa thì ngủ, có đứa thì bỏ đi về. Ông này ông buồn lắm, không ai tìm được cái đồng hồ hết. Thì có một cái cậu bé mà không chơi với ai, không ai chơi với cậu bé này, tại vì cậu này luôn luôn lúc nào cũng âm thầm ngồi một mình chơi một mình. Giơ tay lên, thưa ông, cho con tìm cái đồng hồ. Cả chục đứa tìm không được, làm sao con tìm được? Ông cho con cơ hội. Thì ông này cũng phải cho một cái cơ hội. Mời ông ngồi đi. Nó đi vụt, đi ra, để cái nó ngồi thật ở đó. Nó ngồi đó. 5-10 phút sau, nó chạy tới, nó đưa cái đồng hồ cho ông. Ông nói, tại sao con giỏi vậy? Mười mấy người, mấy chục người tìm không được, một nguyên con tìm được. Dạ thưa ông, con chỉ có một cách. Ông nói, mình cách gì hay vậy? Con ngồi, con lắng nghe cái đồng hồ tích tắc, tích tắc. Chúng tôi yêu cầu quý vị ngồi nghe sư phụ tích tắc, tích tắc. Còn
chúng ta bị lầy, bị rớt vào trong cái nghị quyết mà chúng ta sợ nhất bây giờ. Chỉ biết cái T54, T75 nó không bằng cái TT bây giờ. Tiền của nghị quyết 36 đó, quý vị. Nó đang đánh phá cái làng này nè, và đang đánh phá cái hệ thống này nè. Và ngày hôm nay, Mai Cộng Hòa xin phép, nếu mà có Phật là một cá nhân nào, xin sư phụ cho con xin đảnh lễ để mà sám hối trước sư phụ, trước khi con nói. Con là người Công giáo, con xin sám hối trước những gì con làm, những gì con nói. Sư phụ bằng lòng, sư phụ bằng lòng cho con nói. Trước giờ Mai Cộng Hòa phục tất cả mọi người, nhưng mà nếu mà chúng ta phục người nào đó, như là cái ông nông dân nó phục một cậu bé mà tìm được cái đồng hồ, thì chúng ta đã ngồi nghe, đã biết được cái người đó làm cái gì. Và trở lại cái vấn đề ông Kelly chết, và mới đây nhất ở trên Indio, làng Ai Di Đà ở Conroe, ai đã xem được cái thước phim do chính anh Minh Như đã nói ở tại Conroe? Chúng ta có một người có nghe, có người không nghe, đúng không? Ai đã thấy được thước phim đó, xin giơ tay đi. Ai đã coi rồi, xin giơ tay đi. Đây là một số người đã xem cái thước phim đó. Xin lỗi, hôm nay tôi xin phép được gọi bằng tên của anh được đặt. Anh Nguyễn Dũng. Tại vì, xin lỗi, tôi người Công giáo, tôi không khả năng, không có đủ nguyên tắc để gọi bằng cái tên pháp danh của anh. Anh đã thường từng hồi nãy tới đây nè, anh thề không bao giờ bỏ cái làng này, bảo vệ cái làng này. Nhưng mà những cái lời của anh đưa ra là những cái lời của anh đã đâm chết cái làng này. Ô Phật! Bởi vì hồi nào quân đội ở tại Houston đó, họ đã phật lòng những cái câu của anh. Anh nói là người Việt quốc gia, mà bây giờ anh là cái người đã nói cho những người đó là tại sao mà họ đã là cái gì? Hệ thống này làm việc như là cộng sản. Ô Phật! Cái lời nói của anh đã làm phật lòng bao nhiêu người quốc gia ở tại Houston. Đó là hội đoàn quân đội, họ đã đến gọi thầy Thích Tung Lai Công giáo Tin Lành Phật giáo Hòa Hảo, gọi thầy bằng sư phụ, mà bây giờ họ buồn là bây giờ anh đã nói một cái câu, anh giúp, anh đã nói một cái câu như thế này: câu đại đức từ đâu ra? Và anh hạch hỏi sư phụ cái chữ đại đức đó. Đại sứ từ đâu ra? Cái đại sứ là cái danh từ, là cái một người mà anh đã hạch hỏi, đã làm, xin lỗi nhiều người, họ nói ông này đã làm nhục cái câu đó. Bởi vì chúng tôi là những người đại sứ đến đây để giúp, đại sứ đó là những người được làm cái việc không công cho thầy trong gần 3 năm. Và năm ngoái đó, tôi còn nhớ đó, là vùng ba nhà thầy đó tuyên bố rằng cái làng này còn thiếu một cái là gì? Tượng đài vinh danh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cái tượng đài đó không có thể thực hành được hết. Thì nhớ này, tất cả đệ tử của thầy ở đây, nhưng thầy cần có sự giúp đỡ của hội đồng quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Yeah! Và cái tượng đài đó đã thành hình trong vòng 3 tháng. Không ai tưởng tượng được. Họ có một cái sự hãnh diện, anh giúp, họ rất là hãnh diện. Hãnh diện là sư phụ là một người nói thẳng, nói ngay, làm phật lòng nhiều người, nhưng mà nói thẳng, nói ngay, cho ra cái nghĩa của mình. Họ đến là bởi vì sư phụ, họ không đến vì mình, vì họ biết mình là ai đâu. Họ đến vì sư phụ. Trong khi đó, ai giúp nói, tôi đến đây là tôi phục vụ, và tôi phục vụ cho bà này, xong hết cái nhiệm kỳ bà này, đến bà này tôi phục vụ cho bà này, rồi tôi sẽ phục vụ cho quý bà. Quý ông bỏ qua một bên, tôi phục vụ cho quý bà. Mà có nhiều người trên làng nói chứ, ông phục vụ cho quý bà đó, ông không có gì hết. Ông đã làm dụng để mà làm sao? Lấy cái account của chùa,
rồi ông chạc người ta như thế này. Cái đó là lời của những người đó nói lại. Ông chạc người ta bằng một cái tiền đồng lương của người ta như vậy mà ông nói bây giờ ông phục vụ cái gì? Vì ông nói là người này đang chọc người kia để mà đánh phá cái làng này. Chúng ta nhìn lại đi, con ông đó đang nằm ở đâu? Con ông đó đang nằm đâu? Ông nói là sư phụ đã nuôi ông trong tay áo. Xưa sư phụ vạch tay áo, con ông đó đang nằm ở đâu? Con ông đó là ông chúa hay ông như thế nào? Ô Phật, trong cái hệ thống này Mai Cầu Hòa đã bỏ hết tất cả những cái chương trình trong cái Tết này, bay về đây đêm ngày hôm qua cho đúng một cái ngày mùng 3 và xuống đây ngày hôm nay, không có phải là vạch áo, không có phải là lên án ai hết. Cái sự thật Mai Cầu phải nói, cái sự thật là phải nói là bởi vì cái làng A Di Đà này có người đã đến từ Úc, có người đến từ Nhật, hai mẹ con bồng bổng lên đây từ bên Nhật qua bên này. Ô Phật, sư phụ nói rất là đúng, không ai cần sư phụ ở đây, có nhiều nơi để sư phụ có thể chống cộng được nữa. Mà nếu mà đã coi là sư phụ rồi, đã gọi là sư phụ rồi, đã ráp một cái y vô trong đầu rồi, thì chúng ta phải sống làm sao giống như một người tu sĩ, ô Phật, sa di hay là cư sĩ hay là gì, chúng ta phải sống theo cái hình tượng của một người đó, chứ không thì để cho người khác bên ngoài họ đang nhìn vào đó, họ không đánh cái hệ thống, họ đánh sư phụ Thích Tương Lai. Hiện giờ ở tại Houston bây giờ đang hoang mang nè. Họ hoang mang là tại sao đấy? Ông chống cộng, ông kêu chúng tôi vào rồi, bây giờ ông kêu đệ tử của ông đánh chúng tôi bằng những cái lời như vậy. Trong cái khúc văn mà quý vị đã coi cái ngày mà tôi về để thuận kỳ đó, thì bác Bình Dương bác lên hỏi tại sao cái danh từ đại sứ này lại đâu mà có, danh từ này có nhiều trọng trong cái đồ của mình sử dụng. Cái danh từ đại sứ này là tại vì tôi là một người tu sĩ Phật giáo, tôi là một đại thiện nhân và đại tổ quốc ghi ơn, tôi đâu có biết cái rành luật lệ của những lá cờ của các đội nhảy dù về đồng quân. Do đó tôi mới yêu cầu các cái người mà quân đội nhảy vào để mà làm cái chuyện là liên lạc, trong đó cái ông Hồ Sách là cái ông mà đại diện cho 18 hội đoàn ở Hương Thanh. Và tôi nhờ ông liên lạc cho Hồ Sách. Rồi tôi nói bây giờ nếu mà tôi là ông thầy mà tôi làm một cái đại tổ quốc ghi ơn, đại thiện nhân thì có tụi làm được, nhưng mà đại tổ quốc ghi ơn 26 lá cờ đó mà tôi đi ứng tập 7 đó là coi như là tôi chết liền. Thành ra tôi yêu cầu cái ông đại sứ là đi ra ngoài để mà liên lạc các hội đoàn nhảy dù thủ của lực chiến đi vô đây, để khi ngày mà chúng tôi các bạn thành với ông vô đây, ông kéo lên cờ với ông, mấy ông đặt dùng cờ thì lúc đó thiếu tá Cao là xuất thân từ Đà Lạt, ông lãnh nhiệm vụ và ông chỉ thể cơ đi làm, mà chứ không làm gì còn bị người ta chê là cờ trật cờ sai, nhớ không? Tôi nói trật sai ông Cao tôi không biết. Hoàn toàn thời gian từ đại sứ đã có sẵn thì bạn mới hỏi là ai, có phải là một người bạn là tôi đặt đó. Thì nào tôi nói ông đại diện là cái bo director chúng mình, và ông đại sứ là chỉ đại diện ra trong các hội đoàn quốc gia và quân dân các chiến dịch năm 1 để kéo lên từ 26 lá cờ và lễ nghi cung cách khi chào cờ. Thế nào tôi không phải là một người quân đội, tôi làm vậy là người ta đánh phá tôi diện cầu. Thành ra đại sứ thì đại diện ra ngoài liên lạc với những người quân các chiến dịch năm 1 có căn cứ việt nam để làm cho thầy sẽ ra trả lời ở trong cái buổi lễ này. Sẽ trả lời như được không quý vị? Cái câu mà anh giúp anh hỏi, anh Nguyễn giúp hỏi sư phụ đó, nó không có nặng bằng cái câu là đại sứ là một cái danh từ mới mà có nghĩa là đẹp đẽ đặc biệt để mà lấy cái gọi là gì, mượn hoa cúng Phật. Họ cái ý của bác Minh Như là bác Nguyễn Giúp có nói rằng là đại sứ như thế này là những người này là những người danh từ của cộng sản, là những người là cộng sản. Tại vì cái câu đó là cái câu đó. Nghĩa cái danh từ đại sứ là cộng sản, tại vì Vatican cũng có tờ đại sứ. Tại vì cái câu và cái câu là anh Nguyễn Giúp anh nói là những người này đó là chỉ có làm cái danh từ để mà che mắt hoa la thôi. À, bởi vì cộng sản nó cũng có những người, nó có cái chữ đại biểu của tụi nó là cộng sản. Mai Cầu Hòa có một cái danh sách gần 5 trang ở đây, những cái danh từ nên không nên, tất cả quý vị có thể in ra xem cái trong này có danh từ đại sứ hay không và những cái danh từ gì. Trong khi đó anh chứng nhân Nguyễn Giúp còn có nhiều dùng nhiều cái câu còn có nữa mà bức xúc. Anh dùng cái câu bức xúc là cái câu của cộng sản đó. Câu không biết xúc là cái câu của cộng sản đó. Mà người ta đã nhìn vô trong cái thép này, bao nhiêu người ở bên ở Houston đã coi cái video này,
Ngày hôm nay sư phụ con lên trên này, con về đây là bởi vì con muốn giải bài cho sư phụ hiểu. Con không có chức vụ gì để mà con từ chức hết á. Ông chỉ có chức đại sứ danh dự thôi. Dạ, rồi con sẽ suốt đời con cũng vẫn là người phóng viên. Và suốt đời con cũng là được sư phụ thương. Chứ còn con không có chức gì để mà ngày hôm nay con từ chức. Cho nên con có một cái danh dự như vậy. Con sẽ vì cái sự mà con gọi thầy là sư phụ, con sẽ dùng cái tài phóng viên của con và ngày hôm nay những cái tin tức này nè, con để nói ra để giải bày cho rõ, để cho họ hiểu sư phụ hơn. Là bởi vì Hội đồng Quân đội và SBTN mà chiếu những cái chương trình này, bởi vì trong cái đó có nhiều người suối con á, là đưa cái thước này lên trên SBTN. Con có quyền con làm cái chuyện đó nhưng mà con không làm. Con muốn giải bày thật sự. Nếu mà ở đây quý vị nghĩ rằng tôi đến đây để mà đánh phá, hay là đến đây để là giải hòa, hay là đến đây để hàn gắn, thì tùy quý vị. Nhưng mà trong thương tâm của Mai Cộng Hòa, đến đây để mà bảo vệ cái danh dự của Thượng tọa Thích Tông Lai. Chứ tôi không bảo vệ cho tất cả quý vị, mà chúng tôi không có khả năng để bảo vệ cho quý vị. Tôi bảo vệ cho người tôi gọi là sư phụ. Mấy ngày gần đây thì bố ông đại sứ và những người đó có gọi cho thầy. Họ nói sau khi nghe coi cái clip mà hội thoại cuối năm của Lạc A Di Đà bỏ lên YouTube rồi đó, bỏ lên mạng chùa, thì họ trách thầy. Họ nói tụi con á, nhất là Bác Như, con là đại diện cho bên cái ông cố tổng giám mục ông anh ông là bạn bầu huynh là đức tổng giám mục Nguyễn Kim Điền. Con bây giờ đã là 80 tuổi rồi. Rồi con theo sư phụ là lúc đó người ta đồn sư phụ là cộng sản thành ra. Nhưng mà họ nói đừng có lên đó. Nhưng mà lúc cuộc con lên đó tôi nói ông thầy Tông Lai mà ông cộng sản mà ông dắt thờ một cái đời. Năm ông tướng Nguyễn Pha Nam, Lê Nguyên Chỉ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, là đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung tá Nguyễn Văn Long, tôi cũng là tôi đảnh lễ ông nữa. Cộng sản mà dám làm cái đại thờ với ông đó, thầy nóng lên. Rồi sau đó những người như là bên cái ông mà Hội Cảnh sát Quốc gia, rồi cái ông bên Thủ Đức, rồi cái ông mà bên bên Hội Sinh tỉnh Đồng Trưởng Xây dựng Nông Thôn, Cán bộ Xây dựng Nông Thôn, đó thì những người đó họ lên, thì nói tụi này lên với thầy là thầy bây giờ đó là thầy nhờ chúng tôi làm con nét với hội đoàn để mình bắt tay vào để mà làm một cái đại tổ quốc tôi ơn, mà trong đó những ông tướng này là chúng ta đều có kính trọng hết. Mà bây giờ tự nhiên là có người đệ tử có thầy là cái ông gì bên dưới có đâu chứ Bác Hồ đã nói là mấy cái người này là đại sứ cộng sản, tôi cũng buồn thầy. Tôi nói bây giờ đây là cái sự tự do, thành ra thầy cũng là ngồi đây nhưng mà tôi lắng nghe quý vị nghe. Bác Hồ như ông cũng nói, ông lên ông nói rồi, bên đây Diệu Ngọc cũng nói, thì tôi ngồi giữ quý vị coi cái băng rồi. Thầy vẫn giữ thái độ rất là neutral, đúng không quý vị? Cũng như hồi nãy bác sĩ Gia nói sao thầy vẫn lấy giấy tờ có đây, ông nói là thầy không có đánh tên ông ra này kia, là coi như là kia, thầy không phải, thầy nói thầy đã nói bác sĩ Gia rồi và đã nói với trường hội rồi. Thầy nói cái chuyện trong này thầy ký cái giấy mời, mà không thể là để bác sĩ Gia mời bác sĩ mà đi trong cái ban đưa đó, đó là sĩ nhục ông đó. Mà ông là Obama mà nhiều cái chuyện ông nó thọt ra thọt vô, thì nói ông bị lỗi là con này cái đó mình phải dùng trí huệ thôi. Chừng nào tôi để cái người ký như này là người phó chủ tịch nào đó thì mới nói là này tôi ký. Và tôi nói bạn đưa đón liên lạc với sư cô với thầy, bác sĩ giam được. Thì những cái là những cái đòn đánh phá, nhưng mà thầy mới quan trọng đến đó, tại vì thầy đã bị đánh đá từ lâu rồi. Thầy vẫn còn ngồi ở đây, và cái chuyện mà hy vọng cái phá này đó, những đệ tử ngồi đây sẽ thương thầy nhiều hơn, vì thầy không có được cái gì hết. Yeah! Tối trước khi đi ngủ, mỗi tối uống một viên. Nhớ là phải uống ban đêm, chứ đừng uống ban ngày. Thì tôi nghe phái lắm, không mất thì giờ mà sẽ xuống cân. Chín chục chương như thế nào. Uống ngày thứ nhất không có gì hết, ngày thứ hai cũng chẳng có gì hết, ngày thứ ba trời ơi nhiều cái mộng đẹp lắm. Đêm nào từ ngày thứ ba trở đi á, Thiện Tôn gặp toàn là tiên nữ, mà tiên nữ là thỏa thân nữa, thấy không? Rồi đêm nào á, Thiện Tôn rượt mấy tiên nữ này hết á, rượt hoài 90 ngày sau rượt không bắt được tiên nữ nào hết. Mà ngày nào cũng mồ hôi mồ kê toát ra hết. Kết quả là 90 ngày sau xuống cân. Thể dục trong đêm mà. Yeah. Ông Dượng con nghe ông khoái quá ông nói chứ. Thiện Tôn, mày đừng nói láo tao nghe. Mày là thằng vua lười. Mà tại sao mày đi tập thể dục sao mà xuống cân hay vậy? Không cần. Chỉ có ngủ xuống cân rồi, cái xạo gì đó. Vậy đó,
Rồi cái ông Dương ông cũng tò mò muốn xuống coi, thấy không? Để làm đẹp, đẹp sai thôi một xíu. Thì ông đấy cũng gặp bác sĩ đó đó. Ông nói tôi thấy ông bạn tôi đó, nó xuống cân trong giấc ngủ. Ông làm sao giúp cho tôi xuống cân giống nó đi. Nói ông ổn quá, không cần xuống nhiều, xuống chút đỉnh cũng được. Nhưng cũng phải theo thói tốt này. Ông nói nè, 90 dương viên thuốc xám. Mà nhớ là mỗi đêm uống một viên. Uống một đêm viên thôi nha. Mà đêm trước khi ngủ mới uống à. Rồi ông cũng nghe lời. Ngày thứ nhất không có gì, ngày thứ hai không có gì. Ngày thứ ba ông cũng bắt đầu có mộng. Nhưng mà ông này ông ở ác, ông có ác mộng. Trong 90 ngày đêm nào ông cũng gặp bộ lạc ăn thịt người. Thay vì ông ruột đi ông tìm tiên nữ, mấy ông bộ lạc này ruột bắt ông đi ăn thịt. Kết quả là 90 ngày sau ông cũng xuống cân. Ông lại ông gặp bác sĩ, ông nói tôi hận ông lắm, tôi ghét ông lắm. À, ông đẹp như vậy mà ông sao ông hận ghét tôi. Thằng Thiện Tôn á, cái bị cái lách dép vậy á, mà ông cho nó gặp tiên nữ. Tôi hiền như thế này nè, mà ông cho tôi gặp tàn là những người ăn thịt người không à. Nói tầm bậy, Thiện Tôn nó trả tiền mặt. Còn ông Dượng ông trả bằng Obamacare. Quý vị thấy Michael bắt chước ai không? Bắt chước sư phụ đúng không? Yeah. Làm sao để cho mình thì cái khung cảnh như thế này nè, mình phải giữ cái khung cảnh như thế này. Chứ mà bắt vô mà cứ ngồi tụng hồi lát nữa như bên Công giáo đó, Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, mấy bà người bắt đọc kinh mà đọc thuộc lòng. Ai mà Chúa Giêsu chuộc chạy dưới ghế. Bây giờ nếu mà chúng ta ngồi đọc kinh, mà đọc kinh và chúng ta có một chút xíu thời giờ để mà thoải mái, thì tất cả những Phật pháp không được 100%, ít nhất cũng 50%. Còn 80-90% kia thì xin tất cả quý vị hãy lắng lòng, hãy lắng lòng để hiểu rằng cái người ngồi ở trên này không có phải là dễ đâu. Không có phải là dễ đâu. Trong 3 ngày hôm nay Michael Hòa phiền với sư phụ lắm, bây giờ gọi sư phụ không bắt máy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đó, mình cũng mang cái phần phàm. Tại sao sư giận sư phụ không bắt máy? Tôi đâu có đem phần này đâu giờ. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tại vì thầy không có thời giờ. Một người Michael Hòa còn hơn là cả 100 người đang nghe đây. Cho nên bác sĩ Gia, Michael Hòa nói tới đây, Michael Hòa là người cầu xin bác sĩ Giang rút lại. À, yeah. Michael Hòa mời bác sĩ Giang rút lại. Bác sĩ Giang. Năm ngoái Michael Hòa đến đây bác sĩ Giang. Không có bác sĩ Gia là không có ông thị trưởng, ông cảnh sát trưởng, ông... Đây, bác chủ bác chủ một cái mới nhất mà bác sĩ Gia mới làm cho đây này. Đây là xe cái tòa. Dân biểu ở nghị sĩ. Đọc coi. Ca nhạc sĩ Nguyễn Khang có một câu là Việt Nam tôi đâu, Việt Nam tôi trong tim của chúng ta ở đây. Còn cái bài hát khác nữa là anh là ai, bây giờ cứ hỏi tất cả mọi người anh là ai trước khi trả lời, trước khi làm cái chuyện gì. Bây giờ mấy anh là ai đi. Đây là không có bác sĩ Gia làm sao có mấy cái này chứ. Vậy của xe cái to xét. Đây là thượng nghị sĩ thấy không, thượng nghị sĩ Jeff Stone. In honor of the Lunar New Year's Festival, thank you for your invitation to the Indo City Council
and staff of this special day, congratulations and best wishes. Wow. Anh vinh danh và hân hạnh khi ngày Tết Nguyên Đán của quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được một lời mời này đến với lại hội đồng thành phố và tất cả nhân viên ở đây tại Indio. Chúc mừng và chúc mừng. Cười đi bác sĩ ơi, cười đi bác sĩ. Bác sĩ cười rồi. Nhưng mà bữa nay đó là mấy con còn bao nhiêu giờ nữa sư phụ? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Cho nên là bác sĩ già mới hỏi cái câu nhỏ nhỏ. Mấy con muốn tôi nói. Bác sĩ đó của dân độ thế thì nhiều lắm. Đôi lúc mà cái người nằm ở trên ca của mình đó, mình cứu không được là mình cũng đau buồn lắm. Trời sinh cho ta một cái tay, một cái trí tuệ, chúng ta làm cái việc gì? Bác Hồ Hòa mỗi lần lên đài truyền hình đó, là không phải là đánh lưỡi 7 lần đâu, soạn hết ruột gan của mình, bỏ qua một bên đừng có nói cái gì sai lầm. Cũng như một người bác sĩ, bỏ hết những cái vị tiềm ra, không cần biết thế là cộng sản tao cứu mày đã rồi tính sao, tao may giá cho mày rồi tính sao, đó là người lính Việt Nam Cộng Hòa đó thưa quý vị, tao băng bó cho mày xong rồi mày tính sao. Thì bây giờ những cái chuyện như thế này, chúng ta hãy ngồi lại với nhau. Không có hệ thống nào như là làng A Di Đà đâu thưa quý vị. Tượng đài chiến sĩ, tượng đài của những người thuyền nhân, hai cái miếu thờ những người vượt biển, vượt biên, một cái miếu tất cả những con em bị phá thai chết đi, có 102 ở A Di Đà Con Rô đó. Mồ hôi nước mắt của tất cả Phật tử ở đây, tất cả những người như Mai Cộng Hòa chỉ xin phép tí xíu cái cạnh sườn để đóng góp cái sức của mình. Mai Cộng Hòa chưa bao giờ bỏ một đồng vô làng A Di Đà, chưa bao giờ. Quý vị bỏ rất là nhiều công sức, tiền bạc vào trong đó. Thượng Đế và Phật đã ban cho Mai Cộng Hòa một cái sức như là một cái loa. Bao nhiêu người đánh phá sư phụ ở Houston, ở những tiểu bang khác, ở ngay Arizona luôn, Philadelphia, San Jose, Seattle, bao nhiêu người đánh phá sư phụ. Tại sao vậy? Tại vì phàm có cái thị hiềm còn có nhiều cái lắm, gọi là ganh tị. Những người nào đó mà chọc phá anh Trúc để mà anh ra khỏi làng, bác sĩ ra để ra khỏi làng, mình có gan mình đứng dậy đi, ta còn thách ngày hôm nay. Xin mượn cái làn sóng này để chiếu lên luôn. Chúng tôi tắt tất cả những người nào đó đang ở trong tay áo của bất cứ của ai để đánh phá cái làn này. Đừng đánh phá nữa, đứng dậy đi. Thầy cũng xin thầy cầu bảo một chút xíu. Thầy xác nhận bác Bình Như đến với thầy cũng mấy năm qua khi cái làm thành lập. Mà bác Bình Như bác đến với thầy, bác không phải là bác đến là cái đầu tiên mà bác nghĩ thầy, bác tìm hiểu thầy có phải là cộng sản hay không, bác theo dõi thầy. Vì nếu mà bác thật thầy là cộng sản thì bác Minh Như sẽ chặn thầy, mà nếu thầy là người quốc gia thì bác Minh Như sẽ sống chết với thầy. Thì tôi nói rõ, bác Minh Như không phải là người cộng sản. Bác Minh Như có cái bản tách của một ông già Long An, nói chuyện hơi lũ đạn, nhưng mà nói thẳng nói thớt. Tôi là cái người hiểu đệ tử duy nhất. Nhiều khi bác có những cái chuyện chẳng hạn như bây giờ
bác hiểu lầm. Ví dụ như khi mà cái phái đoàn mà tôi đi đó, Đức Ông Lê Xuân Thượng đó, thì cái ngày đó tôi kêu thầy Tự Minh, con là phó chủ trì, con nói thầy Tài Định có luôn cả mấy thứ mà thầy đang bận lắm, thầy bút vé làm sao để cho bay được kiếp qua đây. Mà chính cái vé bay qua đó không phải là bay bằng cái vé của làng A Di Đà, mà ông Phước ông lấy cho bay được của ông 25.000 bay để ông bỏ làm cúng. Cũng như bữa nay mai cụ bà qua đây cũng không ai lấy tiền của làng Di Đà, mà chính ông Phước ông bỏ tiền cho mai cụ bà đi thăm. Cái chuyện gì á nó không dính tới ông mai cụ bà đi qua thăm thầy, đi thăm dính cách là thăm sư phụ á. Tôi không bao giờ muốn bút vé trong này đi, tại vì đi là cái tiền, một là mai cụ bà bỏ túi, hai là ông Phước bỏ chuyện riêng, thầy đâu ra đó lắm. Thành ra cái chuyện á mà khi bác Minh Như bác nói lên đó là bác nói cho những cái bà tám, tôi đã nói rõ rồi. Bác Minh Như bác đi xuống dưới, vợ bác cũng là một Phật tử, phải không Minh Như? Đi xuống lòng vòng với cái chùa đó, nó hồi xưa cái chùa là cái gì là con rô là của bà Diệu Sư, bây giờ là của ông Phước, thấy không? Nhưng mấy cậu bà đại khái gì vậy đi. Nhưng mà tôi nói nè bác Minh Như ơi, mình nói là nói ra để cho ra để chúng đi. Ở Mỹ này cái này là nông rồ phích, đã có cái tắc exam rồi thì của chính phủ rồi đó. Ngày tôi nào tôi nằm xuống, trong mấy ông bo này, ông nào mà bán được cái này hết, chính tụi Mỹ nó nhảy vô. Nếu mà không trên đúng như cái tinh thần này, chính phủ Hoa Kỳ nhảy vô lấy, nó bỏ cái làng này vô trong cái restaurant. Hiểu chưa quý vị? Không ông nào lấy được đâu. Thế nên từ đó là bác Minh Như nói dùng cho đại chúng, cho tôi cũng xác nhận. Bác Minh Như ông theo dõi tôi kỹ lắm, rồi ông khéo rồi ông bình giúp tôi. Trong cái ngày đảo tránh, ông là cái người chỉ mặt Diệu Sư. Diệu Sư, làng Di Đà này có nợ bà không? Bà Diệu Sư nó không còn nợ. Như vậy là xong thẳng rồi. Bây giờ có nhớ cái bạn đó không? Dạ. Thì những cái người đó mình nhìn cái tổng diệu lên, mới nhiều kiểu bác nói đó, bác là cái người bác nói cho cái kiểu người Nam Bộ Long An thì bác nói cái kiểu đó. Chứ thật ra nếu mà bác mà bên như là cộng sản thì tôi chặt bác trước á. Cảm ơn sư phụ. Cái đó là cái lý do mà ngày hôm nay Mai Hòa xin phép tôi gọi bác Minh Như bằng ông Nguyễn Dúc, là bởi vì gọi ổng là một người, xin lỗi nha, một người quê, nói đâu trong lòng nói ra, một người miền Tây chất phát. Cho nên do đó ngày hôm nay mới còn nói ra, không phải là xéo kho hay là làm gì hết, nhưng mà nói ra đây để chúng ta hiểu. Tại vì như thế này nè, có nhiều người họ quá nhiệt tình, họ cái nhiệt tình của họ, họ quên luôn cả bản thân. Cho nên do đó đó, nhiều lúc mà họ nói ra đó là bởi vì cái nhiệt tình của họ. Họ mong được tất cả mọi người hiểu. Bây giờ chúng ta đốt đuốc đi, đốt đuốc đi tìm những người nhiệt tình đó đi, không có. Trong làng Di Đà cũng phải cần có những người thanh lịch như bác sĩ Gia, và có những người lỗ mãn như ông Nguyễn Giúp. Chứ một cái không được à. Cũng như thầy Thông Lai, nếu mà nói tôi được tất cả mọi người thương, quý vị đừng theo thầy Thông Lai. Vì thầy Thông Lai chống cộng thì dịch cộng phải giết thầy. Còn thầy Thông Lai ở đâu mà cộng sản cộng thương, quốc gia cộng thương, đừng theo thầy Thông Lai nữa. Từ 3 năm trở lại đây đó, người nào mà gặp Michael Hòa, bất cứ ở đâu nha, ngay cả qua bên Toronto, Canada, ông làm ơn, ông nói sư phụ Thích Thông Lai bớt lại một chút. Nói ủa, mấy ông không dám chửi, mấy ông không dám nói sự thật. Ngoài ra cái lúc những cái thời giờ thuyết pháp, sư phụ có quyền nói. Bởi vì thế có ai dám trên diện cộng ra xử lần nào không tại Hoa Kỳ? Đạo Phật là đạo gì? Từ bi mà chúng ta quan trọng là đạo hòa bình. Đạo hòa bình, bảy cái hào quang rồi, có lúc mà còn đã nói là bảy cái hào quang đó. Mình chỉ dùng được phần nửa của 1/7 đó thôi. Có đúng không? Chứ không phải là mình lúc nào mình cũng đi, mình cứ là mình cứ lại, mình nâng người ta lên. Thì nó phải là đạo hòa bình, từ bi hỷ xả nữa. Không phải vậy nữa. Chúng ta nói ra cái sự thật để đem cái hòa bình đến cho mọi người. Công giáo, lệ luật, đọc kinh là nó ra đọc kinh. Tại họ có lệ luật. Đức Phật ngày xưa mà xuất gia rồi đi ra khỏi cái cung điện đó, bỏ thì cái cung điện đó để làm gì? Cũng dân độ thế gì nữa. Nhưng mà thật sự ra bà Tám đã có mặt từ đó rồi. Cho nên chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Chỉ có một cách là đừng thêm dầu thêm mỡ vô đó nữa. Hài hòa sống với nhau trong cái cuộc sống. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta thấy rõ ràng ở đây đó, những cái việc làm của sư phụ đó,
Sư phụ không làm riêng cho cá nhân của sư phụ Thích Tông Lai đâu thưa quý vị. À, xin lỗi đại hòa một chút nha, để tôi nói rõ cái vấn đề này. Tại sao ông bà nói như ra đây luôn? Bà bà nói này nó hay lắm, tại vì vấn đề các hội đoàn khi họ coi cái cuốn băng của mình mà cái ngày mà đổi như là dùng đồng rồi đổi thầy đưa cái người vô bo đó, mình như đưa lên vấn đề đó là thầy giữa thầy, ông Phước là bắt tay lia hết rồi. Nhưng mà các hội đoàn họ đề nghị, họ xin thầy là cho bác Minh Dư và các hội đoàn nó ra trên đài Sài Gòn để mà có một cuộc hội thoại. Tại vì á, có một cái người bạn của bác, họ đi gặp bốn ông đại sứ đó, họ nói là bác Minh Dư nói là mấy cái thằng nhóc đó là cái gì mà đại sứ. Là mà cái ông bác Minh Dư, chứ cái thằng đó là nó bạn của bác Minh Dư, nó nói là khi nó lên mà cái dự lễ thượng kỳ đó, là chính bác Minh Dư nó làm cái thằng nhóc, bốn cái thằng mà đại diện là chỉ là thằng con nhóc. Còn khi đó là bác Phạm Trung Như, ông là tuổi 80 mấy rồi, bác cũng nhỏ hơn. Thành ra họ đòi yêu cầu là bác Minh Dư ra trước đài Sài Gòn để mà lên tiếng cho các 18 hội đồng quân đội, là kể cả một cách ông ra không khỏi nữa. Tôi nói chuyện lớn bỏ đi quý vị rơi vào biểu quyết cộng sản hết. Đúng gì, mai cầu bà qua đây. Rồi mình nói ra chính họ đòi đưa bác Minh Dư ra, để hội đội tôi nói làm nó làm xấu cái lợi dân cộng. Thành ra bữa nay mai cầu bà bay qua là nói hai tay làm dữ lắm, nhưng mà nói cho các hội đoàn để thấy rằng tôi nói bác Minh Dư, họ không biết là Minh Dư là ai, tôi nói xác nhận rằng ông Minh Dư là lính, nhưng mà lính cái gì tôi không dám nói, mà tại vì cái này á, cái lính của Minh Dư là chỉ có Minh Dư biết thôi, mà ông và vợ ông sẽ biết ông này rõ nhất. Ông Minh Dư có hiểu tôi nói cái gì không? Muốn biết ông Minh Dư là ai, ba vợ của ông á, đúng là biết ông này, đừng hỏi tôi. Chứ nếu thầy không có cái vụ này là các hội đoàn họ lên rồi, thượng tọa Thông Lai, tôi muốn thượng tọa về mời cái ông Minh Dư gì á, ông là sư viên của ông đó, ông nói đụng chạm tới tôi, mà nhất là ông kia về mép lại nữa, có ông này qua là ông Minh Dư ông nói mấy cái thằng chấp con là bà trong bệnh viện này là cái gì, cho hỏi ông Minh Dư tuổi được trăm chưa, trong khi tôi đã tám mấy tuổi mà nó chịu tôi chấp con, thì nó có phải những người là thọc kệ đứa xe không? Mà nếu đưa lên đài truyền hình thì nó xấu xa lắm. Thầy nói thôi vì chuyện lớn bỏ đi, nếu cần qua đây thì cứ làm dữ lên nói, mục đích nói này để chi, để cho các hội đoàn hiểu rõ đây là đánh phá của cộng sản, hiểu chưa quý vị? Đó là cái lý do mà ngày hôm nay gọi lại một con gọi cái tên rõ Minh Dư là ai, giờ gọi cái tên tên gọi của ông Minh Dư là Nguyễn Dũng, để cho tất cả mọi người biết tất cả chúng ta không nếu mà bà ăn cái gì với con đâu mà đã ăn cơm ba vợ mấy cậu bà đã biết con rồi, chỉ như vậy đây là một cái để lia ra thầy muốn là win và win chứ chúng ta đừng bao giờ đấu nhau để mà chúng ta thua cộng sản. Đối với thầy, kẻ thù của thầy là cộng sản, chứ không phải là bác Minh Dư đã từng chiến đấu với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, không phải là Michael Hòa đã chiến đấu trong đội Thiếu Sinh Quân ở khách sạn Hòa Bình tới ngày miền Nam mất nước, mà Thiếu Sinh Quân thì vẫn còn đánh đó quý vị. Thành ra tôi không muốn những người này, người quốc gia là đánh cộng sản, không bao giờ đánh quốc gia. Yeah, bởi vì nói đây đó có con sư phụ không biết ông là ông ai cha. Rồi dạ. Nói đây đó là ông nói ông đã biết ông là ai rồi, ông khỏi có lo nữa đi, biết luôn số quân của ông nữa đó, hiểu chưa? Cười đi. Nói đây là mình sẽ nói là mình sẽ lọt vào cái lưới đó. Cho nên ngày hôm nay mà mình đã nói ra hết. Cười đó. Nó kiểu người miền Nam đó. Nói mẹ đi. Nói mẹ. Bây giờ tôi chữ mẹ cái thằng bạch tràng nó nói thề Thông Lai chữ thề. Đúng. Đi với Phật mặc áo xa. Đi với ma mặc áo giấy. Chữ thề với Diệt Cộng nó còn nhẹ. Bây giờ mà đưa mấy Diệt Cộng mà đảng viên từ Nguyễn Văn Dũng, tôi bắt ra tôi bắt tôi không ngứa tay nữa. Bây giờ mình đừng có nói những cái chùa nha. Mình đừng có nói những cái chùa. Cái Tết vừa rồi, cái Tết vừa rồi Mai Cầu Hòa đi dự rất là nhiều cái chùa. Rất là nhiều cái chùa. Hả? Có ai dám mà vô trong này, trong cái hệ thống này bằng tất cả, không phải là mấy cô chụp mũ ca hết những cái chùa đâu, nhưng mà có thật những cái chùa ở Houston, những cái chùa ở California, những cái chùa ở Colorado, những cái chùa ở Arizona đều có sư pháp danh hết. Quốc danh, quốc danh hết. Yeah. Quốc danh hết. Nói hồi cũng lộn lưỡi luôn. Quốc danh hết. Là vì sao vậy? Có nhiều sư khi mà mấy cậu Hòa là cái người mới tập tành, mới biết về Phật pháp một tí xíu, là vì cá nhân đi học, đi tìm vô thư viện, vô internet để học. Hỏi mà nếu mà mấy cậu Hòa cạo cái đầu, may mấy cậu nói là mấy cậu Hòa là một đại đức, ta tin liền, tin liền. Tại vì sao mình nói đúng theo sách vở? Không, nhưng mà kẹt lắm, cái tên ông á là Đại Đức Thích Mỹ Cô. Cho nên nói ở đây đó là mình giúp biết
bác già biết, quý vị biết, nhiều cái chùa có nhiều sư qua bên này, có nhiều sư qua bên này, chỉ có biết rằng là bao lâu tôi có thể sanh, làm sao mà mua được chiếc xe này cho lẹ anh chút. Các thầy có bao giờ mà về nhà phải hạch hỏi là cái apartment nó phải đẹp chút xíu? Hồi nãy mấy quà có nhắc sư phụ Xích Ông Lai có nhà không thưa quý vị? Có xe đẹp không? Có, đời 1984. 60 mấy tuổi sắp sửa về hưu vẫn còn đi làm. Nếu mà thật sự mà sư phụ mà nói 5,000 người khắp nơi trên thế giới một người dùng ống đồng thôi là không cần đi làm nữa. Mỗi một tháng, người đồng thôi. Được không? Được chứ. Nhưng mà tại sao thầy không làm như vậy? Chúng ta là những người may mắn đó. May mắn đó. Mà nói chung cho tất cả mọi người luôn. Nếu mà ai mà xuống Bạc Hòa nói thầy tới tuần lai nhẹ lại đó, Bạc Hòa đang suối thêm nói lại lớn lớn, mạnh hơn chút nữa. M16 bắn chưa đủ, M79 bắn rầm cho nó lớn một chút. Có nhiều người đi nhiều nơi, họ có nói là tại sao vậy? Thầy cũng là cái tâm của thầy, có cái tâm vậy. Bây giờ thì có 20 phút, chứ có lẽ là anh Đơn Nguyễn Dúc là rất là mong mong là hỏi những câu hỏi hoặc là nói những cái gì mà Michael nói thì đây là cái quyền. Hoặc là tất cả quý vị ở đây, nhưng mà trước khi anh Dúc hỏi, bác gia. Trường mẫu đúng rồi, vỗ tay. Thank you.
bao nhiêu người thương yêu bác sĩ Gia. Thấy đó còn hơn là mặc điệu, bác sĩ Gia đã có mặc điệu rồi. Khi một người ra đi, mà bao nhiêu người thương tiếc cho thấy rằng bác sĩ Gia đã ở trong tim của cái bệnh tử Đại Di Đà. Còn khi mà bác sĩ Gia ra đi mà người ta không tiếc không nuối cho thấy rằng mình sống sao, thì nó đủ trả lời là bác sĩ Gia rồi. Bao nhiêu người thương tiếc bác sĩ Gia. A Di Đà Phật, chúng ta đã chúc phúc cho bác sĩ Gia rồi, nhưng tiệm cầu mới thì là Mai Thừa Bà xin chúng ta thì phần cầu phúc cho Mai Thừa Bà. Cầu phúc cho Mai Thừa Bà của chúng ta. Cộng sản á, Mỹ nó bị giết chết nhiều là sao?
nó bắt đầu bộ đồ đen không mà không ai biết nó là ai hết á. Dân cũng vậy nữa, chúng ta đừng lầm như để cộng sản nó gặp. Quý đạo hữu và xin cái sư phụ hạnh phúc của hoàng và sư phụ, tôi xin đã làm mất rất nhiều thời giờ của quý vị rất là quý báu. Ngày hôm nay là ngày trai đảng thực sự, xin chấm dứt ngay lập tức để dành thời gian cho sư phụ. Nhất là bây giờ lên rồi, thì tôi xin quyết định giữ nguyên quyết định của tôi, bởi vì nếu không mang quyết định ra là để lại cho quý vị làm mất thời gian. Tôi xin giữ nguyên quyết định của tôi, nhưng mà tôi sẽ sư phụ cho con pháp được gặp sư phụ. Nhá, sư phụ ăn lên xong rồi hỏi đi. Ban đại diện của anh thiền hỏi. Nguyên đó mời nguyên cái bo của làng vô phòng thầy hỏi. Và xin được mời các vị là vị vị tăng mà tăng ni thường trú nằm trong bo là anh cả bác bình như bác nhà bác bình như là nằm trong tuổi quá kia trong tuổi quá trong tuổi này của thầy và thầy hỏi có liên hệ học với sư phụ trong trước khi còn finalize cái kết quả còn cái quyết định con đi xin giữ quyết định đó. Tuy nhiên có một điểm xin sang nhận em này của hòa là sư phụ không bao giờ là cộng sản hết, nếu không tôi không bao giờ theo sư phụ hết. Xin sang nhận cái vụ một ngàn phần trăm sư phụ không ai không phải là cộng sản. Yeah. Thì bác sĩ Gia thấy hồi nãy cô Hồng Châu cổ làm sai cái đó, cổ đã lên sóng phối rồi. Có lẽ là vì cái typo như vậy, cũng có thể là vì cái typo đó nhưng có những người khác họ dùng cái đó để dạ họ đánh bích xác cái danh từ của thầy làm là không đúng, thầy hỏi bác sĩ Gia đàng hoàng đánh lời. Sư phụ trước khi dùng cơm trưa thì mình vô với nụ cười, bây giờ ra với nụ cười đúng không? Rồi mình hãy làm gương theo cái người này nhá. Có cái câu chuyện như thế này, còn hai quốc gia vô chung kết, bây giờ là quốc gia nào có người chết cam đảm và hy sinh một cách rất là cam đảm nhất sẽ là được tuyên dương. Hoa Kỳ và Việt Nam, hai quốc gia vô chung kết. Nhưng mà Việt Nam mình giỏi lắm, tại Hoa Kỳ có một người can đảm thôi, Việt Nam tới hai người can đảm nữa. Thì không biết là chọn ai, cho nên ban trọng tài chọn cả hai người đi vô thi. Thì hai người này nói thôi, ông này người Mỹ, đại cường quốc, cho ổng nói trước làm trước. Có hai cái lời, một cái là nguyện gì được đó, và phải giữ những gì được phải làm, thế thôi. Ông Mỹ nói ông nguyện là được chết một cái danh dự và được lên cái núi cao nhất là Everest ở tiểu bang Washington. Hỏi làm gì? Ông đứng trên đó ông nhào xuống ông chết. Trời ơi, cả thế giới hoan nghênh ông Mỹ chết cao đảm, chết quá hay, quá giỏi. Đến hai người Việt Nam thì làm sao đây? Một người sinh trưởng ở miền Bắc theo xã hội chủ nghĩa cộng sản, một người nhiệt tình, một người sống ở miền Nam mà luôn luôn lúc nào cũng bị thọc gậy hết, thì này ông tức quá, ông phải quyết tâm để mà làm cho tỏ. Đây, ông đứng lên, nói bây giờ một trong hai người ai đứng lên chết trước hay là làm những cái gì hy sinh trước. Ông miền Nam giơ tay lên liền, tôi đi trước. Hỏi làm sao vậy? Ông nói từ lâu nay tôi muốn làm cho tất cả mọi người thấy mà tôi làm không được nữa. Ông chết như thế nào ông chứng tỏ thôi. Thứ nhất tôi chỉ nguyện rằng cho 90 người dân của tôi được dân chủ và tự do. Yeah! Hay lắm, hay lắm. Như vậy thì làm sao đâu có gì đâu mà làm chết như thế. Tự do dân chủ thôi. Ông quay qua ông xô kia rớt xuống chết. Người ăn cơm ngon. Rồi, xin chào. Thank you.
quay mặt người ta. Rồi qua rồi những người làm video này thấy cái tết ở bên Nhật cái tết này thế nào? Nhưng mà tết ở bên Mỹ này thua bên Nhật cái là không có hoa anh đào, nhưng mà có cái nhiều hoa hồng khác nữa. Mà tại sao lại chọn qua về video này? Nhưng mà từ lúc mà gặp nghe pháp hôm nay hồi qua bên này thì nghĩ như thế nào? Vui hay là thất vọng hay là thấy chán quá? Rất là thấy gì? Ở bên Nhật có bao nhiêu người? Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở trong cái phòng ăn sau cái những giờ mà pháp hội của thầy Thích Thông Lai, thì đây là những món ăn mà thấy rõ ràng đó, nó không có cao lương mỹ vị gì cả. Về đến đây rồi, dù là như thế nào đi nữa, là những bữa ăn đều là những bữa ăn chay, những con chay hết. Tất cả những thức ăn đây là những người trong ban nhà bếp họ đã chuẩn bị rất là lâu để cho những cái bữa ăn như thế này. Sáng, trưa và chiều những bữa ăn đều là những bữa chay. Rồi khi mà xài thầy cho xã giới rồi là cái ngày pháp hội xong rồi thì chúng ta mới có quyền đi ăn mặn đi ra khỏi cái nơi này. Mai Hòa mời tất cả quý vị nghe như là theo dõi những cái chương trình ở đây ngày hôm nay. Mai Hòa đại diện sự đại diện sinh hương chương trình chào quý vị hướng đến với chương trình của sự cộng đồng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 14 Tết, Tết 10, 2015. Và chúng tôi đang có mặt ở tại Indio, California. Trong những ngày pháp hội vừa qua, từ những ngày 11 Tết cho đến giờ, thì ở đây rất là nhộn nhịp. Và các Phật tử từ khắp nơi về đây để nghe Thầy Thích Thông Lai thuyết pháp. Có người lần đầu tiên về với lại cái khu sa mạc mà nó là khô cằn như thế này, để mà được nung nấu lại cái tâm hồn của họ trong những ngày Tết như thế này. Mời tất cả quý vị cùng luôn theo dõi chương trình phóng sự ngày hôm nay tại Indio, California. Vâng ạ, các quý vị cùng luôn, đây là lần thứ hai đó là Indio, California cùng những ngày tại hội như thế này. Đây là một trong những ngày đừng mà không sót hơn những người Phật tử và mong muốn sống để mà làm cho những cái người ngày đẹp như thế này thành công. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị cùng luôn 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 rất là quan tâm đến tất cả những chương trình gì của đài truyền hình Trung Quốc. Về đây là trường từ Việt Nam gia, chúng ta là một người sĩ, chúng ta cố gắng người luôn 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 phải đặc biệt nhất hạnh phúc cho người dân xin chào.
trời thắp sân si lúa sông với trái tim từ bi. Không biết,
không biết thì đi cờ thôi chứ còn bác sĩ gia đi bác hồng hoàng đây là những cái ông mỹ này thôi cái việc ông mỹ này thôi nhưng mà có thể nói là ở đây nhiều người đã lên đứng để mà giúp cho mình khi mà ông đứng đây rồi ông nghe bác sĩ gia từ trước khi ông ngồi đó ông nghe là ông thấy ông thế nào ông bỏ ông chừng đứng luôn ông chừng đứng khi bước vô đây cũng như là cái câu chuyện vui cuối cùng hồi nãy show về cộng xuống á là tự nhiên nó vô đầu thôi. Yeah. Và tứ anh em của chúng tôi là tứ anh em đó hồi sáng này từ ở phi trường chạy về đây ăn một người tô mì tứ đại anh em rồi. Tứ đại gì? Dạ. Tại vì trong cái dịp này đó là 12 năm mới có một lần và 60 năm nó mới đi vô lại một cái ấp. À, năm nay là năm của ông thầy chủ mình. Ông tổ. Anh đó hồi nãy đó, hồi nãy ngồi nói chuyện đó thì ông tổ. Ông tổ ất mùi có chịu. Ất mùi. Nói tại sao nói cứ nói là mùi mà không có nói dê à, thì nó, nếu mà có dê đó thì mới ra mùi được mà dê không á mà không biết mùi là không ra dê đúng vậy cho nên là ất mùi 60 năm mới nói sao rồi có lần 12 năm hỏi cái gì từ nào mới dỗ sư tổ nữa chứ 24/7 lúc nào cũng dỗ hết. Dạ sư tổ lúc nào phải dỗ. Phải dỗ hết. Cho nên là khi mà chúng tôi chia sẻ những cái câu chuyện thực sự ra có lúc mà mình cần lên để cho tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới biết. Còn có lúc chỉ có ở đây và tại đây mà thôi. Khi mà mình xuất gia gieo duyên, xuất gia tạm thời, dù là gieo duyên tạm thời hay là vĩnh viễn thì mình đã chọn từ trung tâm hai đứa bé lễ hồn nhiên sô khu khu là sô khu cái là cái hồn nhiên của nó mà mình mổ xẻ ra được những cái chuyện gì đó rồi mình bỏ qua để mình xây dựng đó thật là tu. Mình không phải tới đây để mình mổ xẻ ra để rồi mang theo cái hận thù từ ngày này qua ngày khác rồi người này hiểm học với người kia, cái đó không phải cái ý của Ban Cộng Hòa. Cái đây dài hôm thì phải, hôm qua một cái mà bài học mà Ban Cộng Hòa của thầy thấy rằng có lúc không có ngồi ngay đây nhưng mà theo dõi qua internet, cảm ơn hệ thống internet, mình ở đâu mình cũng theo dõi được hết. Có ai dám mà nằm dưới trong quan tài? Đâu có đâu. Mà có ai dám mà đưa cái chuyện đó ra để mà thuyết pháp không? Chưa thấy. Ở trong này nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta có nhiều người có duyên để được nằm ở trong đó để thầy lo lắm. Bởi vì chúng ta nếu mà chết rồi là hết, đâu có biết được đâu. Nhưng mà cái này mình chết rồi mà mình biết cái người lo cho mình sung sướng kinh khủng. Cái người ở ngoài vô mà được thầy lo cho cái chết như vậy là chúng ta là có cái duyên 10 lần hơn cái người ngày hôm qua. Tại mình không có muốn áp dụng cái duyên đó mà thôi. Bây giờ qua biết không, đáng lẽ cái chương trình dự bị lâm chung là nó dài lắm. Lúc trước thầy làm ở bên là như là con đô, người ta đua nhau người ta vô. Nhưng mà năm nay đó tôi chương trình tôi là 1, 2, 3, 4 có, nhưng mà con cháu của những cái bà già trong làng này nè nó lên thăm bà nội, bà ngoại mẹ nó vô, nó thấy quý trời ơi, một kêu cầm cái nó bỏ nó chạy. Thành ra là coi như chúng tôi mất khách quá nhiều, nên là mấy bà năn nỉ cảm ơn thầy giấu, mới lên được hai bà chết thôi. Rồi có khi cái hồn đi giấu chỗ khác, tại vì dân trong làng không sợ chết. Nhưng mà những dân lần đầu tiên á, nó vô nó thấy cái hồn, cái nó quả hồn nó bỏ chạy. Tôi mới nói đó, nếu tiếng Việt quan là làm quan, mà tài là tiền, mà đi ra ngoài đường còn bột mà gặp đất ma là hơn, mà gặp đất cưới là xui. Mà hồi xưa nó kêu là cái hồn, cái rương là được đủ quyết. Mà quý vị thấy không? Mà người ta kêu là cái thọ. Cái hồn là cái thọ đó. Dạ đúng. Như vậy cho nên là phải chúc ông chồng được là thăng quan. Dạ. Mà bà xã thì được tiền tài. Dạ. Cho nên nó trở thành là quan tài.
tôi chúc quý vị được thăng quan và được tài lộc, hiểu chưa? Vậy mà sợ thành hôm qua mấy bà này năn nỉ quá là tôi mới dẹp cho đất để nó có nhiều sâu ác sân lắm như vậy. Mà nói thiệt không, một tết dân ở dưới bù xa nó vừa lên cái lũ lũ vô lại phật đi con, nó vô cái quần tài bỏ chạy hết, thành nó giấu khi đi giấu rồi. Vâng, và bây giờ trở lại trước khi thầy tiếp tục thuyết pháp cho chiều ngày hôm nay thì ông Gary Owen Kelly là một người Canadian, là người gốc Canada. Thì ông qua bên Hoa Kỳ sống. Tất nhiên là ở tại Canada và tại Mỹ thì có hai cái quốc gia nó gọi là song tịch. Họ có thể họ có quốc tịch Mỹ hoặc là giữ lại quốc tịch Canada. Chỉ có hai cái nước đó thông thương với nhau mà làm được cái chuyện đó. Còn ngoài ra của Việt Nam mình á, trước khi mình tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ, quý vị có nhớ, quý vị nào vào quốc tịch rồi có nhớ không? Nó nói là Did you or have you ever have anything to do with the Communist Party? Nhớ không? Tất nhiên là bây giờ Cộng sản thì nó cũng dám nói là có nữa. Nó cũng nói là không để nó vô quốc tịch, đúng thưa quý vị? Mà những người như vậy đó thì Mỹ nó không có ngu. Mỹ mà nó, nếu mà là Cộng sản, đúng là Cộng sản, Minh Phượng là con của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng sản, vô quốc tịch Mỹ, con của Thủ tướng, thì tức là Thủ tướng mà có con, mà con của họ là gì? Cũng là Cộng sản, mà có member luôn nữa. Nhưng mà Mỹ nó vẫn chấp nhận cái câu này nó láo để cho vô quốc tịch. Bây giờ mình hãy học cái bài học là mình đem về Việt Nam Cộng Hòa, có một cái chương trình nó gọi là gì? Chiêu hồi. Nếu mà mình biết người ta là Cộng sản mà họ trở về với mình đó, mình hoan nghênh. Chứ đừng có để mà người ta không phải là Cộng sản mà mình kêu người ta là Cộng sản. Cái đó là nguy hiểm. Nó ngược lại và giống như cái chuyện này nè. Một cái người này để mà gài vào, không biết còn gài như thế nào nữa. Cái này là gài game. Gài game rõ ràng luôn. Ổng không được có một tiếng nói, ổng không có gì hết. Ổng là người có song tịch, nhưng mà ổng không có những cái giấy tờ gì tùy thân hết. Ngoài cái giấy tờ của ổng có, nó gọi là identification. Nó giống như là cái license á, nhưng mà nó là thẻ căn cước của địa phương. Từ trong suốt cái thời gian mà ổng ở trong làng, ổng không ăn, chứ không phải là ổng á, ổng không ăn. Tất cả những người ở Conroe biết cái chuyện này. Đem thức ăn tới, ổng không ăn. Đồ ăn mình đưa, ổng không ăn. Rồi ông chỉ ăn đồ của vô sinh được. Sau khi đó, họ còn cài là có thuốc độc ở trong đó nữa. Và cái này là mình làm việc, mình biết cái hậu quả là nó sẽ xảy ra. Cho nên, do đó, tới lúc mà làm việc này đó, Michael Hoài với anh Phước đã ghi lại, chép lại đầy đủ. Michael Hoài chỉ mong một cái, khi mà chúng ta xem những cái thước phim như thế này, những cái tài liệu như thế này, 26.000 người đang coi một chiều, đang lên án sư phụ. Tại vì cái YouTube mà chị Dự Xuân, chị Kim á, chị Kim Boss á, không phải cái này. Không phải cái thế này đâu, cái thế khác. Cái tài liệu mà đưa lên đó là mình đã viết ngày giờ và theo lịch đàng hoàng. Cái thứ nhất thì thế này, cái ngày đầu tiên mà cái thầy không phải là cái người theo biết ông này là ai hết. Sở dĩ mà ngày hôm nay mà chúng tôi nhắc bà Kim rất là nhiều, mà nhắc bà Kim không có ở đây là chúng tôi đã chịu tội rồi. Nhưng mà tại vì bà Kim là cái người chính trong cái việc này, chúng tôi mới đưa ra. Nếu mà bà Kim không đưa cái YouTube lên để cho mọi người coi đó, thì chúng tôi không đưa cái chuyện này ra. Nhưng mà chúng tôi đưa cái chuyện này ra là bởi vì bà Kim đóng vai chính trong này. Cái trách nhiệm không phải là sư phụ hay là cái trách nhiệm của tất cả những người nào. Nhưng mà cái trách nhiệm đó đã đánh mất đi, chúng tôi buộc lòng phải chạy vào để mà làm ra lẹ cái chuyện này. Chuyện của ông Kelly là mình muốn giải tỏa ra là bởi vì
nó đã phân tán lên cái mạng lưới xã hội 26.000 người coi. Bây giờ 26.000 người đó nói rằng hệ thống làng A Di Đà giết chết ông Mỹ. Quý vị chưa có coi, nó đã ngoài công cộng rồi, quý vị cứ coi đi. Nhưng mà ngày hôm nay mày còn nói một cái chiều của hiểu biết của mình để quý vị là người quyết định. Chứ đừng cứ nghe một chiều và coi một chiều. Quý vị quyết định là những cái gì đó đúng hay sai. Nhưng mà đây mày còn chỉ thuật lại những gì mày còn là người trực tiếp dữ liệu về cái chuyện này. Lấy play bỏ voice xuống thôi. Bỏ audio xuống. Okay, okay, okay. Những cái hình ảnh này là những cái hình ảnh ở trên cái YouTube không có. Cái YouTube mà đang lên án làng đó, không có. Nếu mà sư phụ Sức Tôn Lai mà giết chết một người đó, chính Mai Cầu Hòa là người sẽ lên án sư phụ Sức Tôn Lai. Còn đây đó là cái việc mà sư phụ Sức Tôn Lai không biết, không hề hiểu về cái chuyện gì. Khi mà chúng tôi báo lại cho sư phụ mới tá hỏa tâm tinh. Từ trước giờ sư phụ cứ nghĩ là chúng ta là những người có trách nhiệm với cái người nào đưa vào trong làng. Tại cái bà này không phải là member ông này. Cái người vô làng như là đây quý vị biết thấy vậy đó. Phải ghi danh, rồi phải mua phòng, rồi phải đóng tiền, rồi quay trên lít. Ngay cả thầy ở bên đó thầy cũng mua một lô đất, thầy cũng kéo đến nhà. Ngay cả sư phụ cũng phải bỏ tiền đi làm ra mua. Chứ không phải là sư nghĩ là mình đứng trong đó. Thì không có lý nào mà cái người này, cái người quen của bà Diệu Sư thì bà đưa vô thầy mới chỉ cho ở trong tạm trú thôi. Đây là sư cô Hiền Dung, thầy Tuệ Minh, Phật tử Thạch Thảo, Phật tử Tố Mai, ông Phước. Cái đơn đó là do luật sư viết chứ không phải ông Phước viết. Chúng tôi đến đó là đưa cái đơn theo luật đàng hoàng, trời rất là lạnh. Mà ông ở bên trong này không cho chúng tôi vô. Và ngày 1 tới tháng Giêng 2014 là mời ông theo luật để mà tuân thủ. Cái này là tấm hình mà chúng tôi đưa cho ông. Chúng ta nhìn sơ tí xíu đây nè. Đây là ông Stuart, ông Kelly đây. Ông ngồi trong này. Bấm tới gì? Có bấm tới không? Là tự động tới cho nó đi. Ôi vậy là để tự động đi. Để tự động đi. Cái slide show này làm cái thời gian lâu lâu là để dẫn. Ôi vậy hả? Dạ. 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 Tự động. Thì đây là cái... Đây là một cái căn nhà này là căn nhà đến nỗi mà không có người đứng tên. Mà sau khi mà chúng tôi biết cái người đứng tên đó là chính là chị Kim. Chị Kim Bốt. Là chị đã lạm dụng cái chức vụ là CEO trước đó để mà làm cái việc này. Cái việc này tại sao mà trong lúc mà ông Kelly ổng kêu cứu đó, thì lại không đến. Khi mà ông Kelly ổng mất rồi, 24 giờ trước khi mà ông Kelly tắt thở, chúc mừng quý vị thấy ngày giờ, chúng tôi có điện thoại, ổng điện thoại ngược cho Michael Hòa. Michael Hòa nói là không có quyền, chúng tôi không có quyền đưa ông về làng. Michael Hòa từ chối đưa ông về làng, là bây giờ chúng tôi không có quyền đưa ông trở về làng. Ông không phải là cái member gì? Không phải là member. Chúng tôi đâu có quyền gì mà đưa ông trở về làng được. Ông phải cần đi hospice. Hospice là cái một cái tổ chức là bác sĩ chê rồi chỉ nằm đó để đợi ngày giờ ra đi. Sau cùng thì ông đồng ý là sẽ để hospice đến đón ông. Anh Michael Hòa. Dạ. Xin cho biết là chị Kim có phải là chị Sương ở với chùa Tầm Quyền 2 không? Chị Kim Bót là pháp danh là Diệu Xuân. Dạ, hồi nãy thật sự đó mấy con không có phép để mà gọi tên pháp danh, cho nên là gọi là chị Kim Bót là Diệu Xuân. Trong lúc mà đợi đó thì quý vị có thắc mắc gì cứ việc hỏi,
Tại vì cái chuyện này nó chuyện nó ra ngoài công cộng rồi, cho nên là quý vị cứ việc hỏi đi. Cái mục đích của Michael Hoàng ngày hôm nay là chia sẻ cùng tất cả quý vị ở đây để chúng ta biết khi mà Michael Hoàng đến đó, là ngày giờ nó nằm ở trên này, Michael Hoàng đã đến đưa em xua nè, nước suối Aquana nè. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình đưa những cái thức ăn mà không lỏng á, ông ăn không được. Chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ mà những cái Ensure này, những nước này là đã uống xong hết. Khi mà ông khỏe, ông tỉnh lại rồi, ông đã gọi điện thoại yêu cầu cái người đưa cái này đến cho ông để nói chuyện. Chính Michael Hòa trở lại là lên từ đó gặp. Và Michael Hòa yêu cầu ông một chuyện là mình nói bằng tiếng Anh với nhau, ông biết luật, tôi hiểu luật. Ông làm ơn chấp nhận cho tôi gọi xe cứu thương tới đây đưa ông đi nhà thương. Ông nói một câu: I do not have any money. Michael Hòa dám bảo đảm với ông là ở đây ông chịu đi. Ông chịu đi thì tất cả những nhà thương là cũng nhận ông hết. Sự thật như vậy. Cái nhà thương gần nhất là nhà thương nó gọi là Community Hospital of Comroe. Ai nhận không? Và ông nằm ở đó. Khi ông khỏe rồi, nó mới đưa ông lên một cái nhà thương chuyên môn. Quý vị có biết là cái tấm gan của ông không còn cái gì không? Ông đã bị ung thư gan cái thời kỳ cuối cùng. Không còn chữa được nữa. Mà nếu mà bây giờ mình cứ tưởng tượng là mình cứ để cho ông Kelly nằm ở trong làng cho tới khi mà người nào đó phát giác được cái mùi hôi thối đó rồi gọi cho nhà chức trách, thì cái làng Ai Di Đà bây giờ như thế nào thưa quý vị? He has indicated you are his contact. Để nói chuyện với bà Kim. Đây nè, cái lá thư này ông Paul Liên là ông Phước á, ông viết và ông gửi, và cái sự ký của luật sư gửi cho bà Kim, nói bà Kim là chỉ cái người duy nhất mà ông liên lạc được là bà Kim Bố. Tại sao bà không trả lời? Khi đưa vô nhà thương rồi đó, ông nhập viện đó, ông chỉ có tờ căn cước thôi, cái thẻ căn cước của Texas, không có cái gì khác hết. Những cái chuyện này đó là những cái chuyện mà tất cả mọi người đều biết, là bây giờ cái lá thư này gửi ra CC cho chùa Tầm Nguyên, cho chị Diều Ngọc, chị Kim Bố, CC hết tất cả. Cái lý do là ông Stuart đang ở trong nhà thương. Bây giờ thì chúng tôi mới liên lạc trực tiếp với thầy. Thưa thầy, cái chuyện đang như vậy, bây giờ mình đã đưa được ông này ra nhà thương rồi. Trở lại cái vấn đề, nếu mà ông Kelly ông mất ở trong cái trailer, ngay cả cái tầm nguyên này luôn, nó là non-profit, vô vụ lợi, tất cả đều bị tịch thu, giấy phép, tất cả những gì đều bị hết. Tất cả luôn. Tại sao mà để cái chuyện này nó xảy ra? Tại sao? Thí dụ bây giờ có một ông bà cụ nào đó đang nằm ở đây mà lỡ mai mà Phật cất đi rồi đó, thì chúng ta cũng biết là họ là người ở làng này, ở trong này. Mà nếu mà có người nào đó mà vô danh tiểu tốt mà không có tên tuổi gì mà chết trong làng đó, nó điều tra, mà trước khi điều tra đó là hết cái làng này đều bị sập hết. Đó là cái chuyện mà chúng tôi muốn nói, là cái chuyện này. Đây nè, cái này cái điện thoại mà Michael Misko nè. Misko từ 7 giờ 48 phút ngày 14 tây tháng Giêng 2014 nè. Từ cái số điện thoại nhà thờ, nhà thương nè. Thấy không? No message của ổng nè. Chúng tôi gọi lại nè. Là lúc đó là ổng đã chuyển nè. Không biết là ok đâu, đã chuyển đi chỗ khác nè. Thấy không? Những cái điện thoại này, những cái số này là những cái số mà chúng tôi đã có và có sẵn hết.
Tại vì mình biết rằng nếu mà sở cảnh sát mà nó gọi, nó hỏi ông Phước hoặc là Mai Cầu Hòa là hai người trực tiếp mà nói chuyện mà gọi xe cảnh sát tới đó, thì mình phải có biết cái cách để trả lời. Đó. Rồi cái khi mà ông mất á, không có ai báo tử đó, chúng tôi lục ra cái tờ báo tử nè. Đây là cái tờ báo tử của ông Kelly. Nhưng mà chị Kim Boss, chị không ngờ là chúng tôi có cái tờ báo tử. Đất nước tự do này nếu mà chúng ta biết tên tuổi người nào muốn trả 20 đồng nó có cái tờ báo tử liền. Đây cái tờ báo tử rõ ràng, Texas Department of Health. Cái tờ báo tử rõ ràng là cái ngày vô ông đó. Ngày 28 tháng Giêng 2014 tại quận Montgomery là ngay nhà thương ở trên con rồng. Đây là tất cả những gì mà chúng tôi giữ lại và để lại, là khi mà ví dụ như mà họ hàng bà con ổng mà tới làng mà tìm thì mình có cái tờ báo tử. Gần một năm sau thì cái YouTube đó được đánh lên cái mạng xã hội. Cái YouTube nó đánh lên là như thế này, nói trên trời dưới đất mới một chiều, nói một chiều hết, ta một chiều không, là làng ai với là này đã giết chết ông Kelly. Mà chính là họ là người đưa cái ông bệnh với ông thư thế nào thầy cũng biết. Thì lúc đó cậu dự sư kiểu này chủ tịch của làng. Mà nếu mà nói mà giải cái đó xong rồi không yên, chưa yên. Quý vị còn nhớ là tháng 5 năm ngoái không? Tất cả mọi người chúng ta đang trên đường từ ở ngoài biển đi về hay là trên đường đi gì đó. Ở Galveston á. Một cái cú điện thoại với số điện thoại đó ở từ Sacramento. Đi tìm mẹ. Đông là dưới đại con rô. Tôi muốn tìm mẹ tôi, gọi cảnh sát tôi nói mẹ tôi đang bệnh nặng. Cái người gọi về nói với cảnh sát là tôi tìm mẹ tôi đang bệnh nặng, mẹ tôi trên 80. Hỏi mẹ của cô đi bằng gì? Mẹ tôi quá giang từ Sacramento, bệnh nặng 80, quá giang từ Sacramento đi bằng xe, đi về Texas. Rồi bà này vẫn ngầu thiệt á. Nói vậy chứ, cái người mà chị giao cho cái người đó lái xe để chở mẹ chị đi đó, tên gì đó, tôi không biết. Tôi không biết. Gọi cho cảnh sát rồi kêu cảnh sát phải gửi xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát đi vô trong làng trong lúc không có ai trong làng hết. Quý vị nhớ chuyện đó không? Dạ. Họ tưởng là họ gài game rồi là cái game đó sẽ end. Xin lỗi, chị Diệu Xuân, tức là chị Kim Bót, còn đòi đốt chùa nữa mà. Đốt vậy đó, đốt vậy. Đúng không? Dạ đốt. Cái đó là tôi sẽ lấy xăng tôi tới tôi đốt chùa. Cái đường cuối cùng rồi lại hâm dọa đòi đốt chùa. Rồi bây giờ đốt không được, gài người không được, đưa lên trên mạng lưới Internet, vu khống là mình đã giết chết một người Mỹ, một người mình đáng vinh danh là một vị anh hùng. Bởi vì nói anh này là một người cựu quân nhân tham chiến của Việt Nam. Chúng ta nợ tất cả những người cho chúng ta một cái tự do. Nợ trả chưa hết, huống chi là bây giờ mình phải đi làm những cái chuyện này, đúng không? Những cái tài liệu này nếu mà tất cả quý vị muốn copy để giữ, chúng tôi sẽ xin phép một lần khi mà nghe là hỏi quý vị có coi cái YouTube của làng A Di Đà về cái vụ mà giết ông Mỹ chết hay chưa? Quý vị bây giờ có câu trả lời rồi. Mười sáu ngàn người có thể lên 70-80 ngàn người sẽ vào lúc đó mà coi một chiều. Tôi không phải đi xin tất cả quý vị làm minh oan cho cái chuyện này đâu, nhưng mà cái sự thật là như này, cái sự thật là ở đây trước mặt chị Kim Bốt biết Mai Cầu Hòa là ai. Mai Hòa có nhiều lần mời chị Kim Bốt ngồi nói chuyện không ra để nói chuyện. Ngày hôm nay Mai Cầu ra khỏi làng này không có mập hơn được 1 kg gì hết. Không có được thêm một đồng xu cắt bạc nào từ sư phụ Thông Lai hay là anh Phước hay là ông Minh Như, ông Dượng đang đi ở đây, không được đồng nào hết. Không phải Mai Cầu Hòa làm cái chuyện này
là để vinh danh hay là để háo danh, háo thắng cái chuyện gì hết. Nhưng mà thấy nó bất công phải nói. Phải nói. Thì từ trước đầu câu chuyện đến giờ đó Michael nói rõ ràng. Không phải là Michael vạch lá tìm sâu hay là hạ nhục một cá nhân đoàn thể tập thể nào. Michael chỉ yêu cầu đại gia đình A Di Đà của chúng ta có gì Phật lòng. Thưa Thầy, cho con 10 phút thưa chuyện cùng với Thầy. Pháp hội giữ như thế này, vui như thế này. Mấy còn một bụng chú Lâm nữa, chưa kể hết. Giữ như vậy, tâm thân của chúng ta đã nói là nếu mà muốn A Di Đà lạc thì nằm ở đây nè. Nằm ở đây nè. Nếu mà chúng ta muốn tu, muốn gì thì nó nằm ở đây rồi. Tất cả những gì là cái lời xây dựng. Lời xây dựng để cho cái hệ thống này khi mà chúng ta mất đi sẽ tiếp tục cái dòng suối này nó chảy hoài, chảy hoài, chảy hoài, chảy hoài. Trước khi ra về ngày hôm nay, xin kính chúc cho tất cả quý đại chúng ở đây nêu gương của cái anh mà ngày hôm qua nằm trong quan tài. Bởi vì chúng ta được cái phước đó mà chúng ta chưa hưởng thôi. Sư phụ sẽ sẵn sàng để mà phục vụ cho những người đó, để chúng ta thấy cái cõi bên kia như thế nào. Một cái niềm vinh dự cho Michael Hòa là một phóng viên. Có thể một số quý vị đã theo dõi, đã biết. Chúng ta phải tự hào như thế này. Năm ngoái, ở tại làng Ayida Lưu Vong, San Jose, sau cái buổi thuyết pháp, sư phụ và một số đệ tử của sư phụ đã xuống cái mương, cái pot, cái nơi mà có hàng trăm gia đình vô gia cư, trong đó có hơn 60 người Việt Nam. Mà không biết là cái duyên từ đâu đến mà ông Obama vừa rồi tháng 12 quyết định đóng cái làng vô gia cư đó. Cái làng mà thầy đã đi giúp đóng cái làng vô gia cư đó bằng cách là sao? Cho họ từ 1 năm cho tới 2 năm căn nhà ở ngoài phố. Yeah. Ngay cái làng đó luôn, quý vị cứ lên internet tìm cái làng đó, rồi coi những cái YouTube mà mình có ở đây. Quý vị cứ thấy đi, cái việc mình làm không có trực tiếp nhưng mà nó đã ảnh hưởng biết bao nhiêu, và ảnh hưởng ngay cái làng đó đó. Mấy chục người vô gia cư Việt Nam nói chứ, bây giờ tôi không còn muốn sống nữa, cứ nằm ở trong cái làng đó nó hôi thối như thế nào. Nhưng mà bây giờ người ta lại có cái dịp second chance. Những người đó bây giờ đang có những cái căn nhà, căn phòng ở ngoài San Jose, apartment. Họ được hay không tùy theo họ thôi. 1 năm, 2 năm sau nữa họ được duy trì cái phòng đó để mà họ ở được hay không là do họ. Người ta đã tạo cho họ được rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Xe còn phải duy trì, còn phải sửa chữa. Con người của chúng ta cũng vậy. Săn sóc cái ngũ tạng mình, thương cái bộ ngũ tạng này, nói nhỏ mỗi đêm, đừng có kiếp ấp, tôi sẽ sống làm sao cho đẹp lòng. Cái máy đang chạy nè, phục nè, đừng để như ông Kelly. Nếu mà mình sửa sang cái xe của mình, xe mình nó chạy lâu đời, con người mình cũng vậy, mình sẽ còn sống lâu đời. Mình sống lâu đời, đời là bể khổ, sống là để khổ, để chi? Cứu nhân đầu thế. Cảm ơn tất cả.